Mùa thu năm nay đến sớm hơn những năm trước. Những cơn gió mùa thu khiến những chiếc lá nho nhỏ đã vàng úa, cố gắng bám víu trên thân nho khô héo của bà Châu. Dưới giản nho đó có một người phụ nữ đã ngoài 60. Khuôn mặt bà phúc hậu, đôi mắt sâu thẳm, toát lên vẻ sắc sảo, Đang mải mê nhìn những chùm nho đang đung đưa trước gió, thì một tiếng nói trong veo sau lưng bà. Bà nội! Ơi! Cháu gái đáng yêu của bà, sao? Có chuyện gì nào? Một cô bé tầm 6 tuổi chạy về phía bà, trên tay cầm theo một bức ảnh. Cô bé chạy đến ôm lấy người bà và nói: "Bà ơi, ai đây ạ?" À? Cô bé đưa cho bà xem bức hình, đó là bức ảnh đầu tiên của ông Phúc và bà Châu khi mới quen nhau. Bà bắt đầu nhớ về những kỷ niệm đẹp lúc xưa. Lúc đó bà là sinh viên báo chí, còn ông là sinh viên tài chính ông bà quen nhau trong buổi giao lưu giữa hai trường. Trước đây, bà là một cô gái trẻ trung năng động, cũng là hoa khôi của khoa báo chí. Rất nhiều người từng theo đuổi bà, nhưng thật sự bà cũng không hề để ý đến ai. Đến khi bà gặp ông, một chàng thanh niên lịch sự đẹp trai phong độ. Từng đường nét trên khuôn mặt ông như được đúc ra từ bức tượng tuyệt đẹp nào đó. Cũng không biết có phải tình yêu xét đánh hay không nhưng từ lần gặp đầu tiên với ông bà đã có thiện cảm với ông rồi những lần hỏi thăm nhau những lần hẹn đi chơi và rồi bà cũng không biết ông bà yêu nhau từ lúc nào chỉ biết đến sau khi tốt nghiệp một năm thì ông phú đã quyết định lấy bà về làm vợ khi ông phúc cầu hôn bà bà vui mừng đến rơi nước mắt những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của bà những năm tháng lấy nhau ông bà đều cùng nhau trải qua những buồn vui thăng trầm sau vài năm thì ông phúc cũng mở được một công ty nho nhỏ rồi công việc của ông cũng ngày một tốt lên những đêm nằm cụm nhau ông thủ thì với bà bà nói này hay là bà đừng đi làm nữa ở nhà tôi nuôi được không nhưng ở nhà cũng buồn lắm ông ạ hay bà về công ty tôi làm đi ông phúc nhẹ nhàng nói tôi quyết định vậy đi chứ tôi thấy bà cứ đi làm xa suốt, lại toàn đi làm những nơi vất vả để viết được bài báo mà tôi thấy thương. Nghĩ chồng mình cũng thương mình nên bà Châu nghỉ công việc ở tòa báo rồi đi làm trong công ty của ông. Từ ngày bà đi vào làm, công ty của ông ngày càng phát triển, rồi bà sinh cho ông hai người con, một trai một gái. Vì sinh hai người con nên bà Châu phải dừng công việc ở công ty để lo cho con cái. Một mình ông Phúc đi làm kiếm tiền Bà Châu thương ông Phúc lắm Bà ở nhà lo lắng cơm nước và các con Để không tạo cho ông gánh nặng Vậy mà thấm thoát hơn 30 năm trôi qua rồi Giờ đây con cái đầu đã có gia đình Và ước mơ của mình Nên bà chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau lo cho cháu Cùng những miếng cơm giấc ngủ cho ông Bà nội, bà nội, Tiếng đưa cháu gái như kéo bà từ quá khứ trở về với thực tại. Cô cháu gái bé bỏng, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt xinh xắn với chiếc răng khảnh tạo nét duyên. Nhìn con bé, bà lại nhìn thấy hình ảnh của mình năm xưa. Bà nhẹ vuốt mái tóc của cháu rồi nói. Có chuyện gì vậy cháu? Bà và ông yêu nhau thích thật đấy nhỉ? Sau này cháu lớn lên, cháu sẽ kiếm một người chồng như ông nội. Chả bố cổ. Sau này lớn lên, kiếm một chàng trai yêu thương cháu hết mình là được nha. Còn giờ, cháu có tình yêu của tất cả mọi người đây rồi." Bà bật cười trước câu nói đầy hài hước của cháu gái. "Vậy, hôm nay chúng ta làm gì đây bà?" "À, để bà nghĩ nào, chúng ta trồng cây đi." Dạ. Cháu gái vui vẻ nhảy lên, nhìn đứa cháu hồn nhiên, bà cảm thấy bình yên đến lạ. Đến độ tuổi gần đất xa trời rồi, nên bà cũng không ao ước điều gì nữa, chỉ mong sao gia đình có thể êm ấm là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cuộc đời thường xuyên trêu đùa con người. Hôm đó, vợ chồng đang rủ bà đi nhà hàng ăn, bà không thích những nơi đông người nên muốn không đi, nhưng mấy đứa cứ năn nỉ mãi, bà đành đồng ý. Trong nhà hàng, những ánh đèn lung linh khiến nhà hàng trở nên sang trọng hơn bà gọi cho ông phúc để đi cùng con cháu cho vui nhưng ông nói ông bận công việc nên bà cũng không làm phiền ông nữa cả nhà ăn uống vui vẻ thì bà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đi sang sảnh chính bà thấy có ai đó giống bóng dáng ông phúc cùng với cô gái khác đi ra khỏi nhà hàng cô gái đó ôm lấy eo ông phúc bà cố dụi mắt xem có phải hay không nhưng thật sự bóng dáng đó khá giống với ông phúc Bà tính đi theo nhưng ra đến cửa thì đã không thấy bóng dáng của hai người đâu hết. Đang đứng loay hoay nhìn xem hai người đó ở đâu thì bỗng một cánh tay đặt lên vai bà Châu khiến bà giật mình quay lại. Đó là Đăng. Anh nhìn thấy mẹ đi ra nên cũng đi ra xem như thế nào. Anh hỏi, mẹ làm gì ở đây vậy? À không, mẹ thấy bóng dáng quen thuộc của bố con thôi mà. Bố đang đi làm mà mẹ, sao ở đây được cơ chứ? Ừ, có lẽ mẹ hoa mắt rồi. Thôi, chúng ta đi vào thôi. Dạ. Đăng dẫn bà Châu vào cửa hàng. Ăn uống xong xuôi thì vợ chồng anh cũng đưa bà về nhà. Nằm trên giường suy nghĩ lại hình bóng đó, sao bà thấy giống ông Phúc. Nhưng ông nói đi làm mà sao có thể ở đó được cơ chứ? Nhưng bà cũng không thể giải thích được tại sao lại có người nhìn giống ông Phúc như vậy. Cả đêm hôm đó bà cứ miên man suy nghĩ Hình ảnh đó cứ xoay quanh trong đầu bà Bà cố chấn an mình rằng Người giống người mà thôi Nhưng Ngày tháng cứ trôi bình thường Cho đến một ngày Bà phát hiện một chuyện động trời của ông Hôm đó Ông Phúc có một bữa tiệc bàn công việc ở gần nhà Bà Châu cũng đã quen Khi ông Phúc lâu lâu lại say như vậy rồi Nên khi thấy Đăng Con trai của ông bà đưa ông về trong đêm bà cũng dìu ông Phúc vào phòng như mọi khi. Bà thay đổi cho ông xong xuôi thì bà để ý thấy điện thoại ông có tin nhắn liên tục. Bà cứ nghĩ có lẽ là những tin nhắn báo cáo công việc. Nhưng khoan, bây giờ là nửa đêm, công ty còn ai làm việc nữa đâu. Một sự tò mò trỗi lên trong lòng bà. Bà cầm lấy điện thoại ông Phúc lên nhưng lại hiện mật khẩu. Chưa bao giờ ông Phúc đặt mật khẩu cho máy mình mà giờ đây lại dùng mật khẩu khiến bà càng nghi ngờ hơn. Bà nhập ngày sinh của bà cũng không đúng, ngày sinh của ông cũng không đúng. Bà nhẹ nhàng lấy ngón tay của ông để mở máy. Ông Phúc vẫn ngủ say mà không biết gì. Bà Châu mở được điện thoại, kéo thông báo xuống thì thấy tin nhắn của một tên Tưởng Phi. Bà Châu mở tin nhắn ra thì thấy những tin nhắn đầy mùi mẫn của Tưởng Phi. Bà Châu bàng hoàng khi lướt lên đọc những tin nhắn của ông và cô gái tên Tưởng Phi. Lòng bà như thắt lại bà cũng không nghĩ ông Phúc có thể phản bội bà như vậy. Bây giờ bà nên làm gì đây? Rồi những đứa con của bà sẽ chấp nhận những chuyện này ra sao đây? Bà đặt điện thoại xuống rồi bước ra chiếc sân nhỏ của mình, nhìn những bông hoa đang e ấp để ngày mai bắt đầu nở rộ mà lòng bà đau nhói. Sống với nhau gần nửa đời người, nhưng giờ đây bà không thể nhìn rõ được người chồng cùng chung chăn gối nữa. Nhìn bầu trời không trăng không sao, nó như tương lai mờ mịt của chính bà vậy. Những giọt nước mắt của bà rơi trên gò má gầy. Một chú mèo trắng từ đâu bước đến, đi vòng vòng phía dưới chân bà kêu meo meo. Bà nhẹ nhàng bồng chú mèo ôm vào lòng rồi vuốt ve. Chú mèo nằm gọn trong lòng bà. Có lẽ, đó chính là sự an ủi duy nhất ngay lúc này đối với bà. Sáng sớm khi những ánh bình minh chiếu qua giàn nho trong sân của bà châu ông phúc mới tỉnh dậy sau cơn say hôm qua việc đầu tiên của ông là tìm lấy chiếc điện thoại của mình thấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ kê đầu giường ông mới thở vào nhẹ nhõm ông đứng dậy vươn vai ngáp dài bước ra khỏi phòng thấy bà châu đang lọ mọ dưới bếp ông phúc ngồi xuống bàn ăn mắt ông châu lộp nhìn vào điện thoại bà châu cố gắng tỏ vẻ bình thường với ông phúc đặt bắt vở trước mặt ông bà châu nói sao hôm qua ông uống nhiều vậy tôi đi tiếp khách thì phải như vậy thôi chứ tôi cũng có muốn vậy đâu ông phúc vẫn đang cảm cụi nhìn chiếc điện thoại hay mình về hưu đi ông giao hết công ty cho thằng đăng rồi chúng ta ăn hưởng tuổi già đi bà châu ngồi xuống bàn ăn và nói sao bà lại muốn như vậy Ông Phúc ngạc nhiên nhìn bà. Thì tôi thấy ông cực khổ quá. Với lại tuổi như mình rồi thì phải bảo vệ lấy thân thể ông ạ. À. Bà Châu uống một ngụm cà phê rồi nói. Ai mà không muốn nghỉ hưu đâu bà. Nhưng công ty một mình con sao gánh vác cho nồi. Thôi tôi đi làm đây. Ông Phúc đứng lên khi đang ăn dở bát phở bà Châu nhìn ông Phúc rời đi, lòng bà như chết lặng theo từng bước chân của ông. Bà lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, nhìn đường phố đang tấp nập, người qua mà lòng bà cảm thấy đau đớn đến vô cùng. Đang ngồi thơ thẩn thì mấy bà hàng xóm sang chơi. Bình thường ở nhà không làm gì nên mấy bà thường sang nhà bà Châu tán gẫu để thời gian trôi qua nhanh. Đang ngồi nói chuyện thì bà Tư đi đâu về hớt hải nói. Các bà biết tin gì chưa? Tin gì vậy? Các bà hàng xóm liền nói Để tôi uống ngụm nước đã Bà Tư bưng cốc nước lên rồi uống cái ực Nói gì thì nói đi Làm chúng tôi tò mò Bà Sáu liền nói Tôi mới đi xem đánh ghen về Mấy bà biết bà Thắm Nhà giàu nhất xóm của ta chi Nghe nói chồng bà ấy cặp bồ Còn bồ phát một cái bụng bầu to oạch Đến đòi giành phận Bị bà Thắm đánh cho một trận đấy Ê e ơi, cái ông già nhăn nheo đó ư? Nhiều tuổi vậy rồi con gái gú vậy á? Bà Sáu bĩu mồi nói. Ôi, các bà không biết đâu. Mấy ông đi làm việc ngoài toàn hồi xuân cả thôi. Không bù cho mấy bà già như mình ở nhà lo lắng cho con cái đâu. Ngồi nói chuyện với mấy bà trong xóm thì cũng đã đến quá trưa. Mọi người bắt đầu tàn ra ai về nhà nấy những chuyện bà tư kể cứ luôn xuất hiện trong đầu bà bà không biết nên giải quyết như thế nào đây rồi cái tên tưởng vi đó là ai hai chữ tưởng vi cứ xuất hiện trong tâm trí của bà nhưng bà châu làm sao để biết được người có tên tưởng vi đó là ai ngồi suy nghĩ một lúc thì bà cũng nhớ đến đăng bà bấm máy gọi cho anh đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông rồi giọng nói ấm áp vang lên con nghe này mẹ đang bốc máy nghe. Con đang làm gì đó? Dạo này có khỏe không con? Dạ, con đang làm việc mẹ ạ. Con cũng bình thường mẹ. Mẹ có chuyện gì không ạ? À, mẹ muốn hỏi con chút việc. Bà Châu ấp úng hỏi. Dạ, mẹ hỏi đi ạ. Trong công ty con có ai tên là Tường Vi không? Tường Vi? À, có mẹ ạ. Thư ký riêng của bố khi mới tuyển mẹ ạ. Sao vậy mẹ? Cổ họng của bà Châu như nghẹn cứng lại Không biết nên nói cho cậu con trai này hay không Bà hít một hơi rồi nói À không có chuyện gì đâu Mẹ thấy có cái tập hồ sơ ghi tên này đẹp Nên mẹ mới hỏi thôi Thôi con làm đi Dạ mẹ Cúp máy bà Châu đặt điện thoại xuống Trong lòng bà đầy nặng chịu Trước đây ông Phúc không bao giờ tuyển thư ký Ông nói tuyển thư ký chỉ thêm vướng bận thôi nhưng giờ đây ông lại tuyển thư ký mà lại là một cô gái. Vậy cô gái đó như thế nào mà lại làm ông ấy si mê như vậy cơ chứ? Hôm nay, bà đang dọn dẹp lại mảnh vườn thì thấy có một đoạn tin nhắn gửi cho bà. Bà Châu mở ra xem thì toàn là những hình ảnh âu yếm của ông Phúc và cô gái trẻ đó cùng với dòng tin nhắn. Anh ấy rất vui khi ở bên em. Bà không biết nên làm sao đây. Trong đầu bà giờ dối như tơ vò không biết tâm sự cho ai để giải tỏa hết những nỗi buồn phiền trong lòng bà. Bà ngồi thẫn thờ đến khi ông Phúc đi làm về. Ông thấy bà ngồi một mình liền cất tiếng nói. Bà làm gì mà ngồi thẫn thờ như vậy? À, không có gì ạ. À? Ông đi làm về rồi à? Bà Châu quay lại nhìn ông Phúc rồi nói. Ừ. Ông Phúc lạnh lùng đáp. Để tôi đi vào nấu cho ông ăn nhé. Bà Châu vẫn ân cần với ông. Thôi, bà ăn một mình đi hôm nay tôi có công việc rồi vậy ông không ăn cơm ở nhà không ông phúc lạnh lùng nói rồi ông phúc đi vào thay bộ đồ đẹp xịt trên người mùi nước hoa đắt tiền ông ấy trải chuốt cho mình thật kỹ trước gương rồi rời đi bà châu thấy vậy cũng đứng dậy bắt một chiếc taxi đi theo xe của ông phúc ông phúc đi một lúc thì đến nhà cũ của ông bà ngôi nhà này được xây dựng từ khi ông bà bắt đầu lập nghiệp sau khi mở được công ty thì ông bà mới chuyển về ngôi nhà mới hiện tại xe ông phúc dừng một lúc thì thấy cô gái xinh đẹp từ trong nhà bước ra rồi bước vào xe của ông chiếc xe đó lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng bà châu đi theo vào trong nhà hàng bà ngồi một góc khuất để có thể quan sát kỹ hơn ông phúc và cô gái trẻ đó ăn uống rất vui vẻ từ lâu rồi bà chưa từng thấy ông phúc cười vui vẻ như vậy trong lòng bà dường như chết lặng trái tim bà như bị ai đó bóp nghẹt lại bây giờ bà nên làm gì đây đứng dậy đi ra đánh ghen hay chịu đựng cho qua việc này để mọi chuyện được êm đẹp rồi đứa con trai bà khi biết chuyện này nó sẽ nghĩ như thế nào rồi đứa con gái đang đi du học thì sao bà không biết mình nên làm gì đây nhìn thấy hai người đứng dậy bà cũng đứng dậy đi theo Chiếc xe của ông Phúc đi một vòng quanh thành phố rồi dừng lại căn nhà cũ của hai ông bà. Bà Châu thấy ông Phúc xuống xe, một tay thì đang ôm eo, còn tay kia thì luồn vào trong vòng một nóng bỏng của cô gái đó. Rồi họ đóng cửa lại. Bà Châu lấy máy gọi điện cho ông Phúc. Từng tiếng đổ chuông như những con dao đang đâm thẳng vào trái tim bà. Đổ chuông một lúc thì ông Phúc cũng nghe máy với giọng đầy tức giận. Bà gọi gì vậy? À, Tôi hỏi xem ông có về nhà ngủ không Để tôi đề cửa Không về đâu Bà cứ đi ngủ trước đi Ông Phúc tức giận nói Tút, tút Bà Châu chưa kịp nói gì Thì ông Phúc đã cúp máy trước rồi Bà lặng lẽ quay lưng bước đi có lẽ giờ đây trong tâm trí ông không còn bà nữa mà đã thay vào những cuộc vui chơi xa hoa rồi. Ông cũng không nhớ đến người vợ tần tảo lo cho ông những ngày tháng nghèo khổ nữa rồi còn về phần ông phúc sau khi cúp máy xong ông liền quay sang cô nhân tình bé nhỏ của mình tiếp tục chuyện đang làm dở xong chuyện tường vi dựa vào tay ông phúc và nói với giọng ngọt ngào khi nãy ai gọi cho anh vậy ờ ừ, bà vợ già của anh ông phúc chầm điếu thuốc rít một hơi chị ta vẫn còn thương anh nhỉ quan tâm anh có về không đó vì nhõng nhẽo nói bé cưng của anh giận à Ông Phúc quay sang ôm lấy eo Vi và nói Em nào dám giận Em đâu có danh phận gì đâu Mà dám giận hay không giận đâu Vi bắt đầu hờn dỗi Thôi mà anh thương Anh chuyển em ít tiền để em đi du lịch nha Thôi anh để tiền đó mà đưa về cho gia đình anh đi Em không dám nhận đâu Nào nào cục cứng Gì mà giận anh rồi Em muốn đường đường chính chính công khai chuyện tình cảm của chúng ta Giờ chưa được đâu nếu giờ mà ly hôn với bà vợ già đó thì danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nhiều lắm em ạ à. chờ khi nào ổn ổn anh cho em danh phận nhé nhưng phải chờ đến khi nào nữa anh chờ đến khi con của chúng ta ra đời có mẹ mà không có bố à ông phúc ngạc nhiên nhìn vi rồi xoa bụng cô nói em có thai rồi à vậy thì tốt quá mai anh đưa em đi mua đồ tẩm bổ cho quý tử của chúng ta nhé tưởng vi nhõng nhẽo đồng ý ông phúc ôm lấy tưởng vi nằm ngủ bà châu đi một lúc cũng về đến nhà bà nhìn thấy đứa con dâu đang đứng ở cổng chờ mình bà châu bước lại hỏi vân con đến khi nào vậy sao không gọi cho mẹ dạ con mới đến mẹ đi đâu về vậy ạ à? à mẹ đi công việc một tí con đến có chuyện gì vậy lâu rồi con không đến hôm nay con rảnh đến thăm mẹ thôi mà Vân là đứa con dâu bà yêu thương, cô là giáo viên cấp 2, Vân rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhiều khi bà nghĩ Vân là con gái bà chứ không phải là con dâu. Bà mở cổng rồi hai mẹ con vào nhà. Tối hôm đó, Vân ngồi nói chuyện với bà rất lâu, đến tận tối muộn cũng chưa thấy ông Phúc về. Vân liền hỏi bà: "Bố chưa về à mẹ?" "Hôm nay bố không về con ạ." À. "Sao lại không về vậy mẹ?" Bà Châu im lặng không nói gì. Bà không biết có nên kể cho đứa con dâu này biết chuyện không. Bà liền nói: "Bố con hôm nay bận công việc thôi mà. Công việc gì giờ này nữa mẹ? Mẹ có chuyện gì giấu con đúng không? Mẹ. Mẹ." Bà Châu ngập ngừng. "Mẹ cứ kể đi, nhiều khi con lại giúp được thì sao?" Do dự một lúc rồi, bà cũng ngồi kể cho Vân nghe toàn bộ sự việc. Vân nghe xong, cô vô cùng ngạc nhiên. Cô không nghĩ bố chồng mình lại như vậy trong mắt cô bố chồng là một người đàn ông mẫu mực nhiều khi cô cũng nói với anh đăng rằng phải học tập từ ông phúc nhưng giờ đây khi nghe mẹ chồng cô nói vân không tin vào những điều này cô liền hỏi lại mẹ có chắc chắn không mẹ mẹ cũng không biết mẹ không dám khẳng định chắc chắn nhưng có lẽ mẹ nhìn nhầm mà thôi dạ thôi mẹ nghỉ đi để đó con nhờ người điều tra cho nhưng mà mẹ có chuyện gì vậy con nếu bố phản bội mẹ thì mẹ định giải quyết như thế nào ạ mẹ mẹ cũng không biết bà châu thở dài nói mẹ nên xem xét kỹ mẹ ạ hay về nói chuyện với bố một lần thử xem sao nhiều khi chuyện không giống như mẹ nghĩ thì sao ừ để mẹ suy nghĩ dạ thôi mẹ nghỉ đi con về đã ừ con về đi Bà Châu lên phòng, nhưng cả đêm hôm đó bà không thể nào ngủ được. Những hình ảnh của ông Phúc và cô gái đó cứ luôn xuất hiện trong đầu bà. Không ngủ được, bà liền ngồi dậy bước xuống mảnh sân nhỏ bé của mình. Những hình ảnh của ông Phúc và cô gái đó cứ luôn xuất hiện trong tâm trí bà. Không ngủ được, bà liền ngồi dậy, bước xuống mảnh sân nhỏ bé của mình. Có lẽ nhìn mảnh vườn đó khiến bà cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút. Những ngày sau đó ông Phúc chỉ về nhà thay đồ tắm rửa rồi cũng bắt đầu đi. Nhìn thấy bóng dáng người chồng ba mươi mấy năm, bây giờ bà không thể nào nhận ra được nữa. Ông như biến thành một người khác, không còn là ông Phúc trước đây, yêu thương và quan tâm bà nữa, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, đến đau lòng. Hôm nay, Vân đến ăn cơm tối với bà. Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ. Đến khi ăn uống xong, Bà Châu đang gọt hoa quả thì Vân liền nói: "Mẹ, có chuyện gì vậy con? Mẹ hãy chuẩn bị tâm lý nha mẹ." Giọng nói của Vân có vẻ nghiêm trọng. Nói xong, cô đưa một phong bì dày ra, bà Châu đặt trái táo xuống rồi nhẹ nhàng bóc chiếc phong bì ra. Những hình ảnh trong đó khiến bà bàng hoàng đến ngỡ ngàng, bà không tin chồng mình lại có thể phản bội bà như vậy. Trong tâm trí bà trước đây cứ nghĩ đó là do công việc nên ông ấy mới vậy thôi. Nhưng giờ đây trước những hình ảnh như thế này, bà không thể nào biện minh cho suy nghĩ đó nữa. Bà xem thật kỹ những tấm hình mà Vân đưa cho bà. Không thể sai, đó chính là ông Phúc. Vân bắt đầu nói. Cô gái đó tên là Tường Vi, cô ta là thư ký của bố được 3 tháng rồi, đi đâu bố cũng đưa cô ta đi. Còn còn nghe nói Bố đã mua cho cô ta rất nhiều bất động sản Ừ Bà Châu thẫn thờ nhìn đống ảnh như người vô hồn Bây giờ mẹ định như thế nào vậy mẹ Câu nói của Vân khiến bà bừng tỉnh quay về với thực tại Thật sự bà không biết nên làm sao hết Vì trong thâm tâm bà vẫn còn tình nghĩa với ông Phúc Nhưng giờ đây ông Phúc không còn là của riêng bà nữa Rồi nếu như bà và ông chia tay Thì con cái sẽ nhìn bà như thế nào rồi người dân thiên hạ sẽ nghĩ vợ chồng bà ra sao đây bà thờ dài rồi nói mẹ cũng không biết con ạ à. giờ đến cái tuổi này rồi mà ra tòa ly hôn thì mọi người lại xì xào bàn tán thì sao con nhưng cũng không thể để như thế này được hay mẹ đi đánh ghen với con đi không được con ơi con là giáo viên nếu người ta biết được nhà trường kỷ luật thì sao hả con nhưng như thế này thì thiệt cho mẹ quá để mẹ suy nghĩ đã thôi con về đi không mấy đứa cháu lại trông dạ mẹ suy nghĩ đi nha mẹ ừ vân trả bà châu rồi cũng ra về những bức ảnh đang còn vương vãi trên bàn bà châu sắp xếp lại bỏ vào phong bì rồi bước lên phòng ngồi trên giường bà châu ôm chiếc gối rồi khóc như một đứa trẻ có lẽ mọi điều ấm ức từ bấy lâu bà nhẫn nhịn dồn nén giờ đây bà không thể kìm nén được nữa rồi không biết bà đã thiếp đi lúc nào không hay khi bà tỉnh giấc thì thấy mặt trời đã lên cao hai mắt của bà sưng húp lên vì đêm qua khóc nhiều bà đi xuống mở tủ lạnh lấy đá trượm mắt cho đỡ khi bà cảm thấy đôi mắt mình đã đỡ đi phần nào lúc này bà mới nhìn lại ngôi nhà trước đây mang theo hơi ấm của một gia đình xung vầy hạnh phúc giờ đây chỉ còn mỗi mình bà cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà Bà ngồi nhìn những hình ảnh của gia đình mà lòng bà quặn đau lại. Sống mũi bà bắt đầu cay cay, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi. Bỗng điện thoại của bà reo lên, bà cầm điện thoại lên thấy một số lạ. Bà lưỡng lự có nên nhấc máy hay không. Nhưng rồi bà cũng quyết định nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ. Cho hỏi đây có phải là số của chị Châu vợ anh Phúc không ạ? Vâng cho tôi hỏi ai đẻ? À? Bà Châu lịch sự đáp, "Em là Tường Vi, chị có rảnh không? Em muốn gặp chị nói chuyện." Nghe đến hai chữ Tường Vi, là bà biết cô ta bắt đầu kiếm chuyện với bà rồi. Bà sống quá nửa đời người rồi nên bà biết những bọn tiểu tam luôn tỏ vẻ với chính thất. Giọng bà lạnh lùng đáp, "Tôi không có gì muốn nói với cô cả." "Vậy chuyện anh Phúc cùng các con của chị thì sao ạ?" À? vì bắt đầu diễu cợt cô tính làm gì thì chị cứ đến đây tôi nhắn địa chỉ cho chị nhé bà châu đứng dậy thay một bộ đồ lịch sự rồi đến nơi mà tưởng vi gửi địa chỉ cho bà trong quán cà phê cây cối xung quanh khiến không gian trong quán trở nên yên tĩnh bà châu đang ngồi chờ thì thấy một cô gái đứng trước mặt bà cô gái đó thật đẹp cô gái đó cũng bằng độ tuổi với đứa con thứ hai của bà Nhìn thấy cô ấy, bà lại nghĩ đến hình ảnh thời còn trẻ trung của mình. Trước đây, bà cũng trẻ đẹp như cô ấy, nhưng giờ đây, cái tuổi tứ tuần, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó mất rồi. Cô gái đó lên tiếng, "Chị là chị Châu?" Cô là Bây giờ bà mới nhận ra đó chính là Vi. "Em là Vi, cho phép em gọi chị là chị, chứ em không thích gọi cô hay bà vì nghe già lắm." cô gặp tôi có chuyện gì à thì cũng không có gì đâu ạ à. em muốn thông báo với chị một chuyện em đang mang giọt máu của anh phúc rồi ạ à. sao bà châu không thể tin vào tai mình chị nghe không rõ à để em nhắc lại cho chị biết em đã có thai đứa con là của anh phúc hôm nay em đến đây em muốn nói với chị là về ly hôn đi em không muốn đứa con mình sinh ra không có bố cô sao cô mặt dày như vậy cơ chứ Ông Phúc đáng tuổi cha chú của cô đó Cô có biết không Em đâu có mặt dày Đó là anh Phúc yêu em đó chứ Chị không lo lắng cho anh Phúc được Thì để đó em lo cho chứ sao Cô Em chỉ nói như vậy thôi Còn chị tự về sắp xếp đi nha Chứ anh Phúc mong đứa con này lắm đó Chắc Trên gương mặt của Vi bắt đầu sưng đỏ Cái tát bất ngờ của bà Châu Khiến Vi không ngờ đến cô ta quay lại rồi quát lên. "Bà, bà dám đánh tôi à? Bà thử xem lại mình có cái gì mà dám đánh tôi hả?" À? Thấy có cãi vã, nên nhân viên ở trong quán chạy ra ngăn cản lại. Thấy mọi người bắt đầu đứng vây quanh nhìn, Vi liền nói giọng thách thức, "Bà chờ đó, bà sẽ phải trả giá cho hành động này của bà." Rồi Vi bước ra khỏi quán, bà Châu khẽ thở dài. Bà chưa từng thấy Tiểu Tam lại dám hù dọa chính thất như vậy giờ đây bà không biết mình nên làm gì đây bước đi trên con đường mà trước đây ông phúc thường chở bà bằng chiếc xe đạp lúc đó thật hạnh phúc biết bao nhưng giờ đây khi đã có công danh sự nghiệp phát triển thì ông lại quên đi công lao của người vợ cùng đồng cam cộng khổ với mình bà châu suy nghĩ một lúc thì gọi điện cho vân và nói con mua giúp mẹ mấy chiếc camera nhỏ được không làm gì vậy mẹ Mẹ muốn ly hôn, mẹ muốn cho ông ấy ra đi với hai bàn tay trắng. Dạ, con ủng hộ mẹ, mẹ chờ tí con mua liền. Rồi bà về nhà ngồi chờ Vân qua. Thấy Vân đến, bà Châu liền nói: "Con mua đầy đủ những gì mẹ dặn chưa?" "Dạ rồi mẹ. Mà mẹ muốn lắp ở đâu ạ?" À? "Đi, đi với mẹ." Bà Châu nắm lấy tay Vân và kéo đi. "Đi đâu vậy ạ?" À? Vân ngơ ngác khi bị bà Châu kéo đi hai mẹ con bà đi đến ngôi nhà cũ của hai ông bà. Bà cầm chìa khóa mở chiếc cổng nhà. May sao ông Phúc không thay đổi ổ khóa. Hai mẹ con đi vào nhà, một mùi hương nước hoa nồng nàn sọc thẳng vào mũi hai mẹ con, khiến cả bà cùng Vân cảm thấy khó chịu. Nhìn căn phòng lộn xộn, quần áo thì vứt lung tung khắp nơi, khiến bà lắc đầu ngán ngẩm. Ông Phúc có thể bỏ người vợ đảm đang để theo một cô người tình mà bừa bộn như thế này hay sao? loay hoay một lúc thì hai mẹ con cũng đã lắp đặt xong hết toàn bộ hai người ra về như bình thường tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra bà châu về đến nhà thì thấy ông phúc đang ngồi trong phòng khách vẻ mặt của ông có vẻ tức giận nhìn thấy bà châu ông phúc liền quát bà đi đâu giờ này mới về tôi đi với con vân sao vậy hôm nay bà đã làm gì bà châu chưa bao giờ thấy ông phúc nặng lời với bà nhưng giờ đây ông lại có thể to tiếng với mình như vậy sao thật không ngờ ông ấy có thể thay đổi nhiều đến thế bà chậm rãi ngồi xuống rồi nói tôi không làm gì cả không làm gì là sao sao bà lại hẹn gặp tường vi và đánh em nó em nó đáng tuổi con gái của ông đó ông biết không <cười> bà cười lớn nói bà bà biết hết mọi chuyện rồi à ông nghĩ sao Bà Châu nhích mép cười. Nếu bà biết rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. Tôi và Vi yêu nhau nên bà hãy chấp nhận lấy em ấy. <laughs> Thật nực cười. Ông bảo tôi phải chấp nhận tiểu tam ư. Bây giờ thời đại hỗn loạn rồi nhỉ. Chính thất lại phải chấp nhận tiểu tam vào nhà ư. Bà... Nhưng vì đã có con của tôi Vậy ông tự mà nuôi Tôi chỉ có hai người con thôi Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn Một là quay lại với gia đình Tôi sẽ xem như mọi chuyện không có gì. Hai là ông quay lại với tiểu Tam thì chúng ta sẽ ly hôn. Ly hôn? Ông Phúc đi lại bóp lấy cổ bà Châu, ông hét thẳng vào mặt bà. Bà chưa từng thấy ông Phúc với dáng vẻ như thế này, ông như một con thú đang nổi cơn tức giận, như muốn lao vào cắn xé lấy bà. Ly hôn ư? Ừ. Bà mơ đi. Dạo này tôi có những ký kết quan trọng, nếu ly hôn thì danh tiếng của tôi sẽ như thế nào? Rồi sự nghiệp bao năm của tôi gây dựng lại phải chia ra ư? Bà nghĩ tôi ngu lắm hay sao? Vậy, ông làm thế với tôi có được không? Bà Châu không thể thở được, đến khi bà cảm thấy mình sắp hết hơi thì ông Phúc mới thả tay ra khỏi cổ bà. Ông Phúc đi ra ngoài cửa và nói với giọng đầy đe dọa: "Bà suy nghĩ cho kỹ, nếu bà ly hôn thì con cái và cái nhà này, bà đừng mong có được gì." Ông rồi ông Phúc rời đi Bà Châu ngã sóng xoài trên mặt đất Bà hít lấy hít để không khí Bà không tin ông Phúc lại có thể như vậy Bà đã hối hận khi lấy ông làm chồng Ngồi nhìn căn phòng rộng lớn Nhưng bà cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng đến tận cùng Ngồi một lúc Bà cũng đứng dậy đi ra khu vườn nhỏ của chính mình Những chiếc cây đã héo úa từ lúc nào Có lẽ do bà quá chú tâm đến chuyện của ông Phúc Mà quên mất những đứa con tinh thần của mình nước mắt bà bắt đầu chảy dài sốc lại tinh thần bà bắt đầu dọn dẹp lại những cây héo úa bà đang dọn dẹp thì thấy những chậu xương rồng của bà đã nở hoa bà nhìn những chậu xương rồng nhỏ bé mà đầy kiên cường có lẽ bà nên như những chiếc xương rồng này dù khó khăn khắc nghiệt như thế nào thì cũng vượt qua được để rồi sau những vất vả đó có thể sẽ đón nhận được những thứ mới mẻ Sau khi đưa mẹ về nhà cũ xong, Vân cũng gọi điện hẹn gặp Vi tại quán cà phê. Vân ngồi trong quán cà phê chờ Vi đến, cô cũng không biết mình làm thế này có đúng hay không, nhưng vì thương mẹ chồng nên cô thử gặp cô tình nhân của bố một lần xem sao. Ngồi một lúc thì Vi cũng đến, cô ta ngồi xuống đối diện với Vân, có lẽ cô ta biết Vân là ai nên cũng không chút e dè gì. Vi liền nói: "Gọi tôi ra đây làm gì vậy?" tôi muốn cô chia tay với bố chồng của tôi đi, Hừ, thật nực cười. sao tôi phải chia tay với anh phúc chứ? cô, Vân tức giận nhưng cô nén lại cảm xúc của mình. cô chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào trơ trẽn như vậy. cô lấy thẻ ngân hàng trong túi mình ra và nói trong này có một tỷ. cô cầm đi rồi hãy biến xa gia đình của chúng tôi ra. Phi cầm thẻ ngân hàng lên rồi cười chế giễu nói, từng này mà cũng muốn tôi rời xa anh Phúc ư? Cô xem thường tôi quá rồi đấy. Từng đó mà cô còn chê ít ư? Sao cô có thể tham lam được như vậy cơ chứ? Thôi, núi vàng đó tôi sẽ không buông tha đâu. Nên cô cứ cầm tiền này về đưa cho bà mẹ chồng của cô đi nha. Rồi Vi Hạ Hê bước ra khỏi quán trước sự tức giận của Vân. Vân cũng muốn đến xé nhỏ bộ mặt đó của Vi. Nhưng cô lại nhớ lời mẹ chồng dặn Cô cũng không muốn bà phải lo lắng cho mình nên cô đành nhịn cục tức này. Những ngày sau đó bà bắt đầu chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn. Bà đi spa chăm sóc da và tham gia những lớp học nhảy để bản thân mình quên đi những chuyện không vui. Bà cũng bắt đầu biết chăm chút cho bản thân mình hơn. Có lẽ do sự nỗ lực của bà nên bà trở nên trẻ trung hơn đến mức con dâu bà cũng không nhận ra mà ồ lên. Dạo này mẹ khác quá, trẻ trung xinh đẹp hơn rồi. Vân tấm tắc khen. Mẹ bỗng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để lo cho gia đình. Giờ đây mẹ nghĩ mình phải sống cho chính mình mà thôi. Dạ, mẹ con là đẹp nhất. Bà Châu và Vân cùng đi ăn. Khi về thì thấy Đăng đang ở trong nhà. Bà Châu thấy con trai liền nói. Con đến đây làm gì vậy? Đăng nhìn bà quá khác xa với bà của trước đây. Anh không ngờ sau mấy tuần không gặp mà bà lại có thể thay đổi nhanh như vậy nhưng anh cũng không quá để ý anh liền nói mẹ con muốn hỏi mẹ một chuyện sao vậy bà châu nhìn vào mặt con trai và nói mẹ biết chuyện bố từ lúc nào đăng lạnh lùng hỏi cách đây hai tháng mẹ giờ muốn như thế nào mẹ muốn ly hôn mẹ có bị gì không vậy mẹ biết nếu mẹ ly hôn với bố thì mặt mũi của bố và của con để ở đâu không ạ Tôi nuôi anh ăn học Mà giờ này anh lại nói với tôi như vậy ư Bà Châu tức giận quát Còn thấy bố đi làm vất vả Giờ đây bố lại tìm thấy niềm vui Thì mẹ phải cảm thấy tốt chứ đang gắt gọng nói Trời ơi Biết thế khi xưa tôi không sinh ra anh Giờ đây anh thấy bố anh sai Mà anh còn bao che cho ông ấy như vậy sao Anh đi về đi Bà Châu không ngờ đứa con trai mà bà nuôi nấng Giờ đây có thể nói với bà những câu nói như vậy Bà biết từ lúc nhỏ, ông Phúc là tấm gương để hai đứa con của bà noi theo. Nhưng giờ đây ông ấy đã sai lầm như thế, mà đã có thể bao che cho ông ta như vậy sao? Bà không biết ông Phúc đã nói gì với anh, nhưng giờ đây bà quá nỗi thất vọng với anh. Những ngày sau đó, Đăng không liên lạc với bà Châu. Bà Châu cũng từng ngày từng ngày thu thập bằng chứng để đưa ông Phúc ra tòa. Bà muốn ông Phúc không còn một thứ gì sau ly hôn hôm đó bà gọi ông phúc về để nói chuyện lần cuối cùng cũng như gọi tất cả các con về họp gia đình vì đứa con thứ hai của bà ở bên nước ngoài không thể về được nên chỉ có vợ chồng đang về khi bà đề cập đến chuyện bà muốn chia tay thì đang đứng dậy nói sao mẹ cứ phải làm căng lên như vậy chứ sao mẹ không nhẫn nhịn cho mọi chuyện êm đẹp đi êm đẹp là sao anh bố anh có nhân tình bên ngoài và cô ta giờ có con với bố vậy anh nghĩ mẹ anh sẽ sống sao vân đứng lên quát thôi các con đừng tranh cãi nữa mẹ nói các con về đây chỉ là để thông báo lại còn mẹ đã chuẩn bị trước rồi bà châu vội khuyên ngăn vậy là bà muốn ly hôn ông phúc nhìn bà với ánh mắt sắc lẹm đúng vậy bà châu dứt khoát nói bà không xem cái thể diện nhà này là cái gì nữa đúng không ông phúc gằn giọng Thể diện ư? Ông nghĩ cái thể diện của nhà này còn ư? Ông đi gái gú giờ về nói tôi thể diện ư? <laughs> Thật nực cười. Bà Châu nói với giọng đầy châm biếm. Bà, bà có từ bỏ ý định đó đi không? Vừa nói, ông Phúc tức giận nhảy vào bà Châu tát cho bà mấy cái, rồi lấy tay bóp cổ bà. Tuy bị bóp cổ đến mức không thể thở được, nhưng ý chí kiên cường của bà khiến bà không chịu khuất phục mai sao có vân và đăng kéo ông phúc ra nếu không chỉ cần một giây nữa thôi thì bà có lẽ đã được đi gặp ông bà tổ tiên rồi bà ngồi quỵ xuống thờ hồn hền đang nhìn thấy cảnh tượng bố bảo hành mẹ như vậy anh không tin người bố hết mực yêu thương mẹ con lại có thể như vậy anh chỉ nghĩ bố anh đi làm về mệt thì có thể kiếm người bầu bạn bên ngoài thôi nhưng không ngờ đến khi ông phúc lại định tác động vào bà châu lần nữa thì đăng đã đứng trước bà châu anh dõng dạc nói từ trước đến nay con luôn xem bố như người bố mẫu mực có thể bố làm việc mệt mỏi nên đi tìm thú vui bên ngoài nhưng không có nghĩa bố có thể làm như vậy với mẹ con nghĩ con đã đặt nhầm sự tin tưởng của mình rồi con bị bố tẩy não nên mới nói những lời vô lý với mẹ nhưng giờ thì không con đồng ý cho mẹ ly hôn cái thằng này ông phúc tức giận bố còn như thế này nữa còn sẽ báo cảnh sát là bố bạo hành gia đình Đăng giọng giạc nói Mày nhớ đó Từ nay công ty không còn phó giám đốc như mày nữa Ông Phúc hậm hực bước ra khỏi nhà đang quay lại đỡ bà Châu đứng dậy Anh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ anh như vậy Đôi mắt anh dần đỏ lên Anh nói với giọng khóc nghẹn Mẹ có sao không Còn xin lỗi vì những gì đã xảy ra còn đã quá u mê và thứ thể diện không đáng có này. Mong mẹ tha thứ cho con Bà Châu nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai Bà không hề trách mắng gì đăng hết Nước mắt của bà bắt đầu tuôn rơi Ngôi nhà đầy sự yêu thương Bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm Bà nằm suy nghĩ rất lâu Bà Châu cảm thấy tại sao phải ly hôn Nếu ly hôn thì mọi chuyện quá đỗi tốt với ông Phúc Bà muốn ông ấy ra đi tay trắng Chứ không để ông ấy lấy được một đồng nào của tài sản này bà quyết định chia ly hôn mà âm thầm thu thập hết bằng chứng để cho ông thân bại danh liệt. Vợ chồng đang nói bà về nhà của hai đứa ở, nhưng bà không chịu. Ngôi nhà đó là những kỷ niệm cũng như chốn cuối cùng bà có thể về. Bà đã thay đổi toàn bộ ngôi nhà, thay hình nhà vợ chồng bà bằng những hình ảnh của các con. Những ngày tháng sau đó, bà cảm thấy cuộc sống của bà thật yên bình, không còn phải buồn vì những chuyện không vui nữa. Hôm nay bà đang vun bón cho giàn nho thì nghe thấy tiếng kêu bên ngoài nhà mẹ mẹ ơi bà bước ra thì thấy con nhung con gái thứ hai của bà đứng trước cửa nhìn thấy bà nhung liền chạy đến ôm lấy bà và khóc mẹ ơi thương mẹ quá còn nghe chị dâu kể hết chuyện rồi ạ à. mẹ không sao chứ ạ à? mẹ không sao con về đây mấy ngày con về luôn mẹ ạ con đã hoàn thành xong tốt nghiệp rồi mẹ ạ về ở với mẹ cho vui. Ừ, còn về ở với mẹ cho vui cũng được. Hai mẹ con bà vào nhà, lâu lắm rồi hai mẹ con mới có thời gian nói chuyện lâu như thế này. Bỗng có tiếng nói cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con. "Ôi, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ nhỉ?" Đó là Vi, cô ta đứng bên ngoài cửa nói vào, nhung kéo tay mẹ hỏi nhỏ, "Có phải con hồ ly đó không mẹ?" "Ừ, nhân tình của bố con đó." Bà Châu nhẹ nhàng nói. Nhung đi ra ngoài phòng khách và nói. Cô đến đây làm gì? Nhà này không hoan nghênh cô. Con còn phải gọi gì là mẹ kế đó. Sao nói chuyện với trưởng bố như vậy hả con? Vi cười cười nói. Mẹ kế cái con khỉ. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất thôi. Cái đồ hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ người khác. Đây không có chuyện của con nít. Nói mẹ con ra đây nói chuyện với gì mẹ tôi không thích nói chuyện với cái loại tiểu tam như cô <laughs> người không được yêu thương mới là người thứ ba thôi dì cũng không nói nhiều nói mẹ con làm thủ tục nhanh lên để dì còn phải đi đăng ký kết hôn chứ cái bụng gì cũng bắt đầu to rồi cô cút ra khỏi nhà tôi nhanh không tôi báo cảnh sát bắt cô vì tội đột nhập nhà bất hợp pháp đó giọng của vân từ phía sau vang lên <laughs> đúng là một lũ không biết gì Vi hậm hực ra về Vân đi vào thấy Nhung đã về Cô liền cười nói Em về rồi à Dạ chị Bà Châu thấy vợ chồng đang đến cũng vui lắm Chưa khi nào bà thấy nhà mình đông đủ như thế này Tối hôm đó cả gia đình bà quây quần bên bàn ăn vui vẻ cười nói Bà cảm thấy như thế này cũng đã hạnh phúc lắm rồi Không cần chồng cũng được Có các con thấu hiểu mình là được những ngày tháng sau đó, bà vẫn sống như vậy. Dù nhiều lúc Vi hay đến làm phiền bà, nhưng bà cũng không quan tâm. Rồi một hôm, bà đang xem camera ngôi nhà cũ, thì bà nghe được một chuyện khiến bà không hề nghĩ đến. Trong video là hình ảnh Vi đang ngồi ôm ấp một người đàn ông khác trong phòng khách mà không phải ông Phúc. Dù ở nhà cũ, nhưng ông Phúc và tình nhân bé nhỏ của ông không biết bà đã lắp camera trong nhà. Phi nằm trong vòng tay của người đàn ông đó và nói Làm sao đây anh? Mụ giả đó không chịu ly hôn Như vậy thì chúng ta sao lấy tài sản của ông ta một cách chính đáng được? Hay chúng ta dọa bà ta đi? Người đàn ông đó lên tiếng Nhưng dọa như thế nào? Em đến mà bà ta cũng không hề sợ em gì hết Phi buồn bã nói Em dại lắm Giờ bà ta gần đất xa trời rồi Thứ quan trọng nhất bây giờ là gì nhỉ? Là con cháu Đúng rồi, chúng ta sẽ hù dọa cháu bà để bà ấy biết mà ly hôn. Rồi em sẽ đường đường chính chính làm phu nhân giám đốc, rồi ly hôn ông già đó, rồi lấy tiền cao chạy xa bay. Ồ nhỉ, sao em không nghĩ ra nhỉ? Khi đó không phải ở với lão già đó nữa và cũng không cần phải mang thai giả nữa. Ôi, bé cưng của anh giỏi quá. Hay chúng ta làm tí đi, lâu rồi anh cũng thèm lắm rồi màn hình bà xuất hiện những cảnh tượng mà bà cảm thấy ghê tởm bà vội lưu đoạn video lúc nãy rồi thoát ra bà không ngờ ông phúc là một con cáo già trong thương trường mà lại để một đứa bằng tuổi con mình dắt mũi như vậy bà cũng không ngờ vì lại có thể nghĩ đến bà lấy máy ra nhấn một dãy số quen thuộc đầu dây bên kia đổ chuông đó là ông phúc giọng ông đầy tức giận nói gọi tôi có chuyện gì ông về nhà đây tôi có chuyện muốn nói Bà Châu lạnh lùng nói Có gì nói qua điện thoại luôn đi Ông Phúc gắt gọng nói Chuyện này không nói qua điện thoại được Chiều nay ông đi qua nhà đi Nếu ông không về Ông sẽ phải hối hận đó Nói xong bà Châu cúp máy Bà chọn cho mình một bộ đồ Mà trước đây ông Phúc mua tặng bà Ánh nắng hoàng hôn chiếu và giản nho Khiến những chùm nho được khoác lên cho mình Một màu tím của hoàng hôn Ông Phúc đi về thấy bà Châu đang ngồi trước xích đu trong giản nho. Khuôn mặt bà bây giờ trẻ trung hơn trước đây rất nhiều. Ông lại thấy cô thiếu nữ mà trước đây ông từng yêu. Cũng vẻ đẹp kiểu diễm đó, nhưng bây giờ đã thêm phần sắc sảo hơn. Đang mãi ngắm nhìn thì điện thoại của ông bỗng reo lên. Đó là Vi. Ông nhấc máy. Sao vậy em? Sao anh chưa về? Giọng Vi nhõng nhẽo. Anh có chút việc, tí anh về. Không phải đến nhà bà vợ già của anh đâu chứ. Đâu có đâu, thôi, em nấu ăn đi, tí anh về. Lấy lại tinh thần, ông liền cất tiếng. Bà gọi tôi về có việc gì? Ông về rồi à? Vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông Phúc đi vào nhà, ngôi nhà vẫn vậy, nhưng giờ ông lại cảm thấy khác xưa rất nhiều. Ông thấy những tấm ảnh ông và bà chụp chung với nhau được bà Châu xếp gọn một xó. Những đồ dùng ông mua về tặng bà những lần đi công tác cũng được thay thế bằng những đồ dùng khác. Ông cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của chính mình. Bà Châu rót nước cho ông rồi ngồi xuống đối diện. Bây giờ ông mới để ý, bà Châu giờ khác xưa rất nhiều, không còn là bà nội trợ nữa. Bà ấy trở nên mặn mà và sắc sảo hơn. Ông cầm cốc nước lên uống, nước uống vẫn như xưa, thơm mùi hoa nhài. Ông liền nói bà gọi tôi về đây có chuyện gì cũng không có gì to tát tôi muốn hỏi thăm đứa con riêng của ông như thế nào rồi thôi bà châu nhìn ông rồi nói vì vẫn mang bầu bình thường con trai tôi vẫn khỏe mạnh ông có chắc là cô ta có thai hay không sao bà nói vậy vì đã đưa phiếu khám cho tôi xem mà bà châu nhếch mếp cười rồi đưa chiếc điện thoại về phía ông ông phúc nhìn vào video bà đưa tiếng nói vang lên trong điện thoại khiến ông cảm thấy tức giận ông không ngờ người ông trao tình yêu lại có thể như thế với ông ông đã từ bỏ gia đình hạnh phúc để cho cô ta hạnh phúc nhưng đổi lại cô ta chỉ cần tiền của ông mà thôi ông không chờ xem hết video bà châu đưa con thú trong ông đã trỗi dậy ông cầm chiếc điện thoại của bà rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà vợ chồng đang đi về thấy ông phúc từ trong nhà bước ra với vẻ mặt đầy tức giận cả hai lo sợ bà châu có chuyện gì liền chạy vào xem thì thấy bà châu vẫn bình thường cả hai mới thở vào nhẹ nhõm chưa kịp hiểu ra chuyện gì bà châu liền nói hai đứa đi theo bố nhanh lên không hiểu chuyện gì nhưng cả hai vẫn chạy ra đi theo ông phúc nhưng ra đến nơi thì ông phúc đã lên xe phóng đi cả hai vội lên xe đi theo đang đi thì gặp cái nhung đang đi bộ về vân kéo kính xe xuống rồi nói nhung lên xe vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe chị dâu mình kêu. Nhung liền ngồi lên xe. Cả ba phóng xe về nhà cũ thì thấy xe ông Phúc đã dựng ở đó. Còn ông Phúc sau khi xem được một đoạn video mà bà Châu đưa. Ông Phi nhanh về nhà gặp Phi để hỏi cho ra mọi chuyện. Vừa vào nhà thấy Phi đang nằm trên ghế. Quần áo đồ đạc vứt lông tung khắp nhà. Phi thấy ông Phúc về liền ngồi dậy nói. Anh về rồi à? Hôm nay chúng ta đi ăn gì vậy anh? Em không nấu cho anh ăn à? ông phúc lạnh lùng nói em mang bầu nặng nhọc sao nấu ăn được anh chúng ta đi ăn nhà hàng đi anh có chuyện muốn hỏi em ông cố kìm nén con thú trong người mình lại dạ em nghe vi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra có thật em mang bầu hay không ông phúc lạnh lùng hỏi và nhìn vi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô nghe đến đây vi bỗng tái mặt nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh cười anh hỏi gì hay vậy em đang mang trong mình giọt máu của anh mà em cũng đưa cho anh xem kết quả của bác sĩ đó mà tôi hỏi cô lại một lần nữa cô có thai thật không ông quý đi lại hai tay ông nắm chặt lấy tay vi anh làm em đau kìa vi cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi của ông phúc cô không cần phải nói dối tôi nữa đâu tôi biết hết mọi chuyện rồi cô còn tính hại cháu nội tôi ư ông phúc lạnh lùng nói anh nói gì vậy em không hiểu ai lại có thể nói ra những chuyện như vậy cơ chứ vi vẫn cố lấp liếm câu chuyện <laughs> cô cần bằng chứng đúng không ông cười lớn rồi đưa máy của bà châu ra ông mở video lên cho vi xem xem một đoạn video gương mặt vi bắt đầu tái mặt đi chân cô bắt đầu run rẩy cô biết mọi chuyện đã bị lộ cô cũng không cần gì phải giấu nữa vi cười lớn rồi đẩy ông phúc ra và nói đúng đó tôi không mang thai sao cô lại làm như vậy với tôi cô nói yêu tôi cơ mà ông phúc không tin nổi vào mắt mình <laughs> đúng là tôi yêu ông nhưng tôi yêu tiền của ông chứ không phải yêu ông ông thử nghĩ xem ngoài tiền ra ông có cái gì để tôi phải yêu cơ chứ nhưng tôi đã cho cô tất cả mà gia đình tôi cũng bỏ để theo cô đó sao cô không nhận ra tình cảm của tôi cơ chứ <laughs> thật nực cười ông đáng tuổi bố tôi mà ông lại nói yêu đương với tôi ư ông có biết những khi ông nói hay chạm lấy cơ thể tôi thì tôi lại cảm thấy ghê tởm hơn không? cô, cô gì mà cô? tại ông ngu nên mới bị tôi dắt mũi vậy thôi. mẹ kiếp, không phải vì con vợ già của ông không chịu ly hôn thì có lẽ giờ này tôi đã ôm một cục tiền cao chạy xa bay rồi. tôi giết cô. ông phúc chạy lại đè vi xuống, ông dùng hai tay bóp chặt lấy cô, vì dãy rủa nhưng không thể thoát ra khỏi con thú điên trong người ông phúc được cô cố gắng với lấy thứ gì đó nhưng không có thứ gì để cô với lấy cô sắp không thể chịu đựng được nữa thì ba người bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó đang liền xông vào kéo ông phúc ra khỏi nhà còn nhung và vân đỡ vi dậy vi vừa thoát khỏi quỷ môn quan nhưng cô ta vẫn không biết hối lỗi cô ta đứng dậy chửi rủa cái loại đàn ông chỉ biết đánh đàn bà đúng là cả nhà điên như nhau không phải vì ông có tiền nên tôi mới cung phụng thôi còn không á Thì ông đừng nghĩ mình có giá như vậy <laughs> Nghe thấy Tiểu Tam nói bố mẹ mình như vậy Nhung nháy mắt với Vân Vân đi ra đóng cửa lại Bà Châu có thể nhịn con Tiểu Tam này Nhưng những đứa con của bà thì không Nhung và Vân đánh cho Vi một trận tơi bời Đến khi đang quay lại Thì thấy đầu tóc Vi rối tung Cả khuôn mặt lẫn thân thể Đều có những vết tím bầm Đang nhìn rồi cũng dùng mình Khi thấy cảnh tượng này anh không ngờ cô em ngoan hiền, người vợ hiểu chuyện của mình, có thể làm ra những hành động như vậy. Đánh xong xuôi, Nhung lấy điện thoại của Vi rồi chuyển hết toàn bộ tiền trong tài khoản của Vi sang cho mình. Vân đứng đó vỗ tay. Đúng là cô em chồng cao minh. Rồi cả hai ném Vi ra ngoài đường. Bây giờ Vi đúng nghĩa là nghèo kiết xác. Cô ta đứng dậy chỉnh sửa lại bộ đồ rồi mắng trời. Cái lỗ mất dậy, bọn mày ỉ đông hiếp yếu đúng không? Ta sẽ cho chúng mày biết tay Cô còn không đi Thì chúng tôi sẽ cho cô biết tay đó Nhung lớn tiếng nói Phi lê lết tấm thân đầy thương tích của mình đi Bây giờ cô ta không một xu dính túi Đi đến nhà người yêu của cô Đứng nhấn chuông một lúc Thì thấy người phụ nữ xinh đẹp bước ra Vi ngạc nhiên hỏi Cô là ai? Tôi là chủ nhà này Còn cô là ai? Người phụ nữ nhìn Vi cười nói Tôi vì đang tính nói thì nghe thấy tiếng của người yêu cô vang lên. Ai đến vậy em yêu? Anh ta đi ra nhìn thấy Vi trong bộ dạng tàn tạ. Anh ta liền hỏi. Vi, sao em lại ở đây? Đây là ai? Anh nói đi. À thì... Anh ta ấp ống trả lời. Nhà của tôi, sao anh lại cho người khác vào ở? Đuổi cô ta đi đi. Nhìn bộ dạng này của Vi, anh ta đứng ôm eo người phụ nữ kia và cười. Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi đúng không? Không phải chuyện của anh. Trả nhà lại cho tôi. Vì tức giận nói. Thật nực cười. Em có nhớ nhà này đứng tên ai không? Mà em lại nói nhà này của em. Thôi, em biến đi. Giờ em hết giá trị lợi dụng rồi. Anh! Vì tức giận tính tắt anh ta. Nhưng đã bị cánh tay lực lưỡng của anh ta ngăn lại. Anh ta cười và nói. Cái loại làm đĩ như cô thì chúng tôi không cần. Khôn hồn thì mau biến đi đừng để chúng tôi báo cảnh sát anh hãy chờ đó vậy là vi đã không còn gì giờ đây cô ta không biết nên đi đâu và về đâu hình bóng vi khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch về phần ông phúc sau khi cãi nhau với vi xong ông được đăng kéo ra ngoài ông bắt đầu thở dài có lẽ ông đã sai khi từ bỏ mái ấm gia đình để chạy theo thứ tình yêu ảo mộng như vậy giờ ông hối hận cũng đã quá muộn màng nhìn thấy đăng đi ra ông liền hỏi giờ bố có thể quay lại với mẹ con không con cũng không biết đó là sự quyết định ở mẹ chúng con không thể xen vào được ạ à? bố cảm thấy hối hận rồi hối hận vì trước đây lại làm những hành động đó với mẹ của bọn con chuyện đã qua rồi bố ạ à? nhưng bố thôi bố nghỉ đi bọn con cũng phải về đây ông muốn nói chuyện với đăng nhiều hơn vì ông không biết có thể nói chuyện với ai được nữa quay trở về ngôi nhà cũ bây giờ trước mắt ông mọi thứ đều lộn xộn hết không còn dáng vẻ cũ của ngôi nhà trước đây ông tự trách sao có thể yêu vi được cơ chứ cô ta không có nét ân cần của bà châu cũng không biết lo toan cho gia đình ông bị những lời đường mật và cơ thể quyến rũ của cô ta làm lu mờ đi hết cả lý trí để giờ đây phải chịu hậu quả quá lớn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt giả nua của ông những ngày sau đó ông thường xuyên đến nhà bà châu nhưng bà cũng không quan tâm bà cũng muốn cho ông một cơ hội sửa sai nhưng những đứa con của bà nói với bà là không cần để ý đến chúng chỉ cần bà vui vẻ thì bọn chúng đã thấy hạnh phúc rồi sau nhiều đêm suy nghĩ thì bà đưa ra quyết định dành cho mình ngày hôm sau bà gọi điện cho ông phúc hẹn gặp ông tại quán cà phê gần nhà bà ra trước ngồi chờ một lúc thì cũng thấy ông phúc xuất hiện hình như ông đã gầy đi nhiều bà cũng không vòng vo với ông làm gì nữa bà đưa giấy ly hôn ra cho ông và nói trước đây tôi định sẽ cho ông ra đi với hai bàn tay trắng nhưng giờ đây tôi thấy ông tội quá cũng không muốn dồn ông vào đường cùng nên chúng ta ly hôn thôi công ty sẽ do ông tiếp quản còn tôi chỉ lấy nhà mà thôi ông phúc tính níu kéo nhưng giờ đây ông có thể níu kéo gì được. Mọi lỗi sai đều ở ông mà ra. Ông Phúc im lặng ký và giấy ly hôn. Bà Châu thấy ông ký xong định đứng dậy đi về thì ông Phúc nắm lấy tay và nói Tôi xin lỗi bà, trước đây tôi bị mù mắt mới làm ra những hành động như vậy. Thôi, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nên nhắc đến nữa. Nghe đến đây, ông Phúc bỗng buông tay bà Châu ra bà châu bước đi về nhà có lẽ đã lâu rồi bà không thấy nhẹ nhõm như vậy có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai bà lặng nhìn những chú chim bay trên bầu trời nó có thể tự do tự tại và giờ đây bà cũng vậy bà vẫn ở ngôi nhà của mình có lẽ đó là kỷ niệm mà bà muốn lưu giữ lại bà treo lại toàn bộ ảnh của hai ông bà như trước đây để bà cảm thấy có sự ấm áp trong lòng vài tháng sau, Nhung cũng đã tìm được công việc yêu thích của mình. Hôm đó Nhung đi về, trên khuôn mặt nó mang một nét buồn. Bà thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, bố có chuyện rồi. Nhung buồn bã nói. Có chuyện gì vậy con? Bà Châu lo lắng hỏi. Bố bị công an bắt. Vì tội làm giả giấy tờ mẹ à? Bà Châu không tin ông Phúc lại làm chuyện như vậy. Bà lấy máy ra gọi điện cho Đăng điện thoại đổ chuông một lúc thì anh cũng nhấc máy bà châu vội hỏi bố con có chuyện gì vậy dạ bố bị công an bắt vì tình nghi làm giấy tờ giả mẹ sao bố con có thể làm những chuyện như vậy được chuyện này là do vi cô ta biển thủ công quỹ muốn không bị ai phát hiện nên cô ta đã làm ra giấy tờ giả mẹ nhưng tại sao lại liên quan đến bố con vì những tờ giấy đó có chữ ký của bố ạ à? Bà Bảng Hoàng khi nghe chuyện như vậy, bà cùng Nhung đi đến trại giam nơi ông Phúc đang bị tạm giam, nhưng các chú công an không cho vào. Bà Châu lo lắng, bà đã bán căn nhà để có thể chạy chữa cho ông Phúc. Tuy vậy thì ông Phúc cũng phải chịu mức án 2 năm. Trong trại giam, bà Châu nhìn ông Phúc qua tấm song sắt mà bà cảm thấy buồn vô cùng. Mới vào có mấy ngày mà người ông già đi trông thấy, thấy vợ cũ mình đến thăm. Ông Phúc vui lắm Có lẽ sau tất cả Chỉ có bà Châu vẫn nghĩ đến ông Ông nhẹ nhàng nói Mấy đứa vẫn ổn chứ bà Còn vẫn bình thường ông ạ Thằng Đăng và con Nhung đang gây dựng lại công ty Ừ Vậy thì tốt quá rồi Ông sống trong đó thế nào Cũng ổn bà Trong này không phải suy nghĩ đấu đá gì Tôi cũng suy nghĩ thấu đáo được một số chuyện Ừ ông cố gắng cải tạo để được về với các con nha bà có chuyện gì vậy bà có tha thứ cho mọi lỗi lầm trước đây cho tôi không chuyện đã qua rồi chúng ta giờ cũng đã đến tuổi gần đất xa trời rồi giận làm gì cho khổ tâm hả ông cảm ơn bà rất nhiều bước ra khỏi trại giam bà châu nhìn lên bầu trời hôm nay nó thật đẹp có thể mọi thứ đã thay đổi suy nghĩ trong lòng bà nếu như trước đây bà hận ông phúc bao nhiêu thì giờ đây sự hận thù đó đã trôi theo làn mây trên bầu trời về nhà ngồi trên chiếc xích đu nhìn những chú mèo con rồi nhìn những bông hoa mà bà đã giải công vun trồng giờ đây đã có những trái ngọt hoa thơm cũng như cuộc đời bà sau bao năm khó khăn cuối cùng bà cũng đã tìm thấy bến bờ bình yên cho chính mình hai năm sau cũng đã đến ngày ông phúc được ra khỏi tù nhìn thấy cảnh vật xung quanh thay đổi đi, ông lại cảm thấy có chút lạc lõng. Vừa bước ra khỏi cổng trại giam, ông đã thấy vợ chồng đang đứng chờ ông ở bên ngoài. Nhìn đứa con bây giờ đã chững chạc, ông cũng thấy vui lên phần nào. Đang lái xe đưa ông về nhà bà Châu. Ngồi trên xe, ông liền hỏi, bố về đó có được không con? Sao lại không hả bố? Mẹ nói chúng con chở bố về đó nghe câu nói của con mà ông cảm thấy ấm áp trong lòng sau tất cả gia đình vẫn là nơi ông có thể về nhìn thấy chiếc xe của đăng dừng ở cửa bà châu và nhung đưa một chậu lửa đi ra và nói ông hãy bước qua đi để xua đuổi hết mọi sự xui xẻo ông phúc không nói gì cũng làm theo ông bước vào nhà ngôi nhà vẫn giống như trước đây khi ông và bà đang vun vén cho tổ ấm này những giọt nước mắt của ông rơi trong vô thức. Bà Châu đưa cho ông bộ đồ rồi nói ông đi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nhìn bà mà ông cảm thấy hình ảnh thân thuộc năm xưa, bữa cơm ấm cúng cũng diễn ra trong ngôi nhà đó. Ông Phúc cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại ngay lúc này. Có thể ông bà sẽ không sống chung với nhau, nhưng có thể bình thường trao nhau tình thương là ông đã mãn nguyện rồi. Ngoài kia, những chùm nho như đang nhảy múa trong màn đêm yên tĩnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng câu chuyện này mang lại cho bạn nhiều giá trị về tình yêu trong cuộc sống. Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. trả thù nhà chồng Vừa kết thúc buổi làm việc Hằng thư thái xuống hầm lấy xe để về nhà Cô sống và lập nghiệp ở thành phố này cũng đã lâu Đã có cho mình một sự nghiệp vững vàng Và hơn hết cô cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ Hằng đang dạo bước thì cô bạn đồng nghiệp gọi với theo Hằng ơi, nay về sớm có đi ăn gì với bọn mình không? Hằng ngoái đầu lại nhìn cô bạn rồi mỉm cười Tiếc quá, này mình lại có hẹn với chồng mất rồi chắc phải hẹn mọi người dịp khác cô bạn đồng nghiệp nháy mắt tinh nghịch bảo chả vợ chồng tình cảm quá nha cũng lâu lâu thôi mà mọi người thông cảm nhé không sao đâu thế cậu đi đi mình quay lại kẻo mọi người đợi cô bạn chào hằng rồi quay lại mất hút sau những dãy hành lang dài hằng mỉm cười rồi mở điện thoại gọi điện cho hùng chồng cô hôm nay được về sớm nên hàng muốn rủ chồng đi dạo một lát, cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng không đi đâu đó. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến. "Anh nghe này vợ, anh tan làm chưa? Lát qua đón em đi ăn nhé, hôm nay em được về sớm, dự án em phụ trách đã xong rồi." Hùng quay mặt sang nhìn cô nhân tình bé nhỏ cười một cái, rồi lại ân cần nói với vợ. "Hôm nay anh lại có buổi hẹn ăn tối với khách hàng rồi, hay để anh hẹn người ta vào hôm khác nhé. Ấy, thế thì thôi ạ, à. anh bận thì cứ đi gặp đối tác đi, em về sớm với cô Tôm cũng được, tối mình gặp nhau sau nhé. Không sao, anh hẹn người ta hôm khác cũng được. Thôi mà, ngày nào mình đi trả được, công ty đang khó khăn, anh phải lo cho công ty nên em không buồn đâu. Đúng là vợ anh, lúc nào cũng khiến anh yên tâm. Tối nay gặp nhau em nhé. Vâng, anh làm việc đi. Hàng thở dài sau khi tắt máy, cứ ngỡ sẽ cùng chồng đi đâu đó sau những ngày dài vùi mình vào dự án của công ty. Vậy mà chồng cô lại bận mất. Thôi thì Hàng đành về nhà chơi với con vậy. Chồng cô có một công ty nhỏ chuyên môi giới bất động sản, nhưng gần đây thị trường bất động sản đang xuống dốc nên công việc cũng có chút khó khăn. Vậy nên Hùng thường đi sớm về muộn, phải tiếp khách đến say mềm hằng chỉ lo cho sức khỏe của chồng mình thế nhưng cô không hề biết rằng khi điện thoại vừa tắt cũng là lúc hùng quấn lấy cô nhân tình mà vui vẻ bàn tay mơn trớn đùa nghịch khắp cơ thể thúy đưa đôi mắt ướt át nhìn hùng đặt lên môi anh ta một nụ hôn rồi nũng nịu nói sao anh không đến đón chị ấy đi ăn anh không sợ chị ấy buồn sao anh cũng không muốn làm em buồn hôm nay người hẹn anh trước là em mà anh đi cùng em em thấy vui lắm nhưng mà em không muốn vì em mà anh và chị ấy xảy ra xích mích như thế thì không hay lắm về nhà chị ấy lại tra khảo anh thì em đau lòng lắm em đừng lo cô ấy rất hiểu chuyện chỉ cần anh nói là đi gặp khách hàng thì cô ấy sẽ không dám ý kiến hay tra hỏi gì anh đâu thế thì em yên tâm rồi vậy em chiều anh chút nhé thúy cười khúc khích rồi ôm chầm lấy hùng Hai kẻ khốn nạn bắt đầu quấn chặt vào nhau. Tiếng riêng rỉ hoan lạc trong phòng khách sạn càng lúc càng lớn. Sau khi xong việc, Hùng thở dốc nằm vật ra giường, đưa đôi mắt thỏa mãn nhìn nhân tình của mình, giọng nói có chút khàn. Em bây giờ hay ngày xưa vẫn đều vậy, vẫn làm anh mê mận. Thúy xoay người lại, làn da trắng nõn cùng thân thể này nở làm Hùng mê đắm. Đôi môi căng mọng nở một nụ cười khuyến rũ. Tất nhiên rồi, nếu không sao anh lại bỏ vợ bơ vơ mà ở đây vui vẻ cùng em chứ? Anh đúng là hư đó nha. Chẳng phải là do em quá xinh đẹp hay sao? Thúy là người yêu cũ của Hùng. Hai người họ đã yêu nhau từ rất lâu về trước, nhưng cũng đã chia tay vì cô ta chạy theo tình mới giàu có hơn. Chỉ đến khi cô ta dự một buổi tiệc của người anh họ thì họ mới tình cờ gặp lại. Sau đó thì tỉnh cũ không dụ cũng tới cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Hùng đưa Thúy về làm thư ký riêng cho mình để dễ dàng cặp kè với nhau. Cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Hùng ôm chặt nhân tình vào lòng nhớ lại buổi tiệc hôm đó khi gặp lại người yêu cũ sau 6 năm xa cách. Tối đó, Thúy mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, khoét sâu để lộ khuôn ngực trắng muốt, phỏng phao. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, đôi mắt đen được kẻ sắc xảo, lúc nào cũng lúng liếng, cùng đôi môi căng mọng, được thoa một lớp son đỏ khuyến rũ. Nhan sắc xinh đẹp mặn mà của Thúy khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Nhận ra người yêu cũ, Hùng liền tiến đến bắt chuyện. Gặp lại Hùng, Thúy cũng có chút bất ngờ, nhưng nhìn thấy bộ dạng bảnh bao trong bộ đồ vét sang trọng, được là ủi cẩn thận của Hùng thì vui vẻ tiếp chuyện. Cả hai cùng nhau nói chuyện vài ba câu chào hỏi, sau khi nghe Hùng giới thiệu là giám đốc của một công ty lớn thì cô ta chủ động xin số điện thoại. Được người đẹp chủ động như vậy nên Hùng rất vui mừng. Anh ta không suy nghĩ mà cho ngay. Dạo gần đây vợ anh ta lúc nào cũng quay cuồng với công việc, với con cái. Nên từ lâu chuyện vợ chồng đã quá nhạt nhẽo, không còn mặn nồng như thợ mới cưới. Về đến nhà thì con nhỏ khóc bám mẹ. Có khi còn ốm thì hàng còn ngủ luôn ở phòng con, không chịu về phòng mình ngủ, nghĩ đến vợ mình lúc nào cũng hôi mùi sữa, quần áo cũ kỹ mà hổm chán ngán. Thúy thì khác, mùi nước hoa thơm lừng, khuôn mặt xinh đẹp được chăm chút tinh tế khiến anh ta cảm thấy hãnh diệt mỗi khi đứng cạnh. Rồi anh ta ngã vào vòng tay người yêu cũ lúc nào chính anh ta cũng không biết. Người yêu cũ bạo dạn trong chuyện ấy lại luôn chủ động thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh ta lúc nào cũng ngọt ngào yêu chiều. Quan trọng là Thúy không đòi hỏi danh phận, cứ lặng lặng theo anh ta đã mấy tháng qua, dù biết anh ta đã có một vợ một con. Đàn ông đúng là không thể không chìm đắm trong sự mê hoặc ấy. Thế nhưng, Hùng không hề có ý định bỏ vợ mình để lấy Thúy, bởi người tình là người tình, còn vợ vẫn là vợ. Đàn ông chính là như vậy, rất ít người ra ngoài ngoại tình mà về bỏ vợ vì họ rất tham lam, không bao giờ muốn mất đi mà chỉ muốn thêm vào, không bao giờ biết thỏa mãn với những thứ đang có. Thúy thì khác, cô ta gối đầu lên bờ vai vững chắc của Hùng, rồi mỉm cười nham hiểm. Cô nhất định không ngu ngốc biến mình trở thành kẻ thứ ba, cả đời phải lén lút trong bóng tối. Nhất định sẽ có ngày cô đường đường chính chính bước vào nhà đó, đàng hoàng với danh phận vợ của giám đốc Cả hai nằm cạnh nhau Và đeo đuổi những mưu toan của riêng mình Chán chê thì lại lao vào nhau Trong cơn mê đắm không dứt Hoàn toàn quên đi một người đáng thương Là Hằng Không hẹn được chồng Nên Hằng đành về nhà Dựng xe ở góc sân xong Cô dào bước vào nhà Vừa về đến nhà cô đã chạm mặt bà Yên Là mẹ chồng cô Bà Yên vừa thấy con dâu thì liền bóng gió Con cái thì còn nhỏ làm gì thì làm cũng phải tranh thủ mà về tôi có phải giúp việc nhà các người đâu cái gì cũng đổ lên đầu cái bà già này không biết làm được tiền trăm tiền tỷ gì mà ngày nào cũng tối mịt mới về dạ con xin lỗi mẹ tại mấy nay con bận cho dự án mới phụ trách con sẽ cố về sớm hơn ạ à? thôi thôi chị không cần giải thích nhiều làm gì dự án viết trả dự gì tôi cũng không quan tâm nhưng mà tôi nói cho chị nghe Chồng chị là giám đốc cả một công ty Tiền nó kiếm về chưa đủ để chị thỏa mãn à Mà chị còn phải làm để kiếm mấy đồng tiền lẻ làm gì Đàn bà thì lo ở nhà nội trợ chăm con Giữ chồng chứ Cứ như chị có ngày mất chồng Thì đừng có trách Lúc ấy à Có hối cũng không kịp Hằng chị cười trừ rồi trả lời qua loa Họ muốn đi thì giữ cũng chẳng được mẹ Đấy Mẹ chồng nói một câu là con dâu cãi lại một câu xem xem có cái nhà nào mà như cái nhà này không thôi chị muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm bà yên liếc xéo con dâu một cái rồi đi vào bếp ông hạ thấy thế liền an ủi con dâu thôi lên thay quần áo tắm rửa đi con mẹ con già rồi nên hay nói thế thôi chứ không có ý gì đâu vâng con biết rồi ạ à. hằng trả lời bố chồng rồi mệt mỏi đi lên phòng cô không quên ghé qua phòng con trai. Thằng bé được ăn no giờ đã lăn ra ngủ say. Khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính của nó trông thật đáng yêu. Cô Tôm mới được hơn một tuổi nhưng đã đi học để mẹ đi làm. Hằng không dám nhờ bà trông cháu giúp. Nhìn thằng bé ngủ ngoan mà mắt cô lại thấy cay cay. Là phụ nữ, ai lại không muốn gần con. Nhưng hai từ ăn bám nó nặng nề quá nên cô không thể để nó đè lên người được. Cô luôn tin vào câu nói, muốn hạnh phúc thì phải tự chủ về mọi mặt, nhất là kinh tế. Giờ thằng bé cũng đã gần 3 tuổi, đã cứng cáp hơn rất nhiều. Con cái càng lớn thì càng có nhiều thứ phải cần đến tiền để lo cho tương lai sau này. Còn trẻ còn khỏe mà không làm thì đợi đến khi nào? Hằng luôn tự hào về gia đình hạnh phúc của mình, có đầy đủ bố mẹ. Chồng thành đạt, yêu chiều vợ con hết mực con lại ngoan ngoãn khỏe mạnh. Dẫu có đôi khi mẹ chồng có khắt khe chỉ chiết hay công việc có mệt nhọc thì cô vẫn nhìn vào những mặt tích cực đó để lấy lại năng lượng. Trời đã về khuya, hằng liếc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ tối nhưng Hùng vẫn chưa về. Cô sốt ruột bấm số gọi cho chồng nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô định. Chồng cô không nghe máy cũng không gọi lại. Hằng đi đi lại lại trong phòng Chốc chốc lại nhìn qua cửa sổ ra cổng, xem chồng đã về tới hay chưa. Mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, Hằng mới thấy ánh đèn pha ô tô của chồng rẽ vào cổng. Cô vội chạy xuống lầu. Hùng say khớt đi không vững, bước ra khỏi xe. Người anh nồng nặc mùi rượu. Hằng khó khăn đỡ lấy cánh tay của anh rồi nói nhỏ. Sao này anh về muộn thế? Lại còn say thế này? Vợ đây hả? Nay anh tiếp khách. Ông khách cứ bắt anh uống mãi khổ thân. Thôi, vào nhà đi anh, kẻo gió máy. Hàng dìu chồng về phòng, cởi giày dép cho chồng rồi thay áo lau mặt mũi chân tay. Hùng vẫn nằm ngộ say không biết gì. Hàng nhìn chồng rồi thở dài. Cô đi xuống dưới nhà, lọ mọ pha cho chồng một cốc nước giải rượu. Không quên nấu cho anh bát cháo loãng, ăn cho đỡ cồn cào. Bởi cô biết kiểu gì anh cũng chỉ uống mà không ăn. Hùng đứng từ trên cầu thang nhìn xuống trong lòng cảm thấy có lỗi với vợ bởi không có ông khách nào hết cũng chẳng có mối làm ăn nào lớn chỉ có cô nhân tình bé nhỏ hôm nay uống hơi nhiều nên mè nhau bắt anh ta ở lại đến khi cô ta ngủ biết vợ sẽ không bao giờ ý kiến mỗi khi anh ta lấy lý do công việc nên hùng đã lừa dối vợ hết lần này đến lần khác mỗi lần anh ta đi công tác hay về muộn đều lấy lý do là gặp khách hàng đối tác thì không ai khác chính là đi cùng Thúy. Thế nhưng Hằng lại chẳng hề hay biết, cũng không nghi ngờ gì chồng mình mà còn dốc lòng chăm sóc mỗi khi anh ta say khướt trở về. Hùng không biết rằng vợ vì yêu anh ta, vì tôn trọng anh ta nên mới không muốn can thiệp quá nhiều vào những buổi tiệc tùng, đàn đúm của chồng. Vì cô cứ sợ sẽ làm phiền chồng nếu như gọi điện, hỏi quá nhiều, lại sợ chồng nói là cô quản lý ảnh hưởng đến công việc. Hùng luôn cho rằng vợ chỉ biết chạy theo công việc, chỉ quan tâm đến tiền bạc mà chưa bao giờ dừng lại để nghĩ rằng số tiền anh kiếm được đâu phải chỉ dành cho mình cô hưởng thụ tiêu dài. Cuộc đời vốn đầy bất chắc, chẳng ai biết trước được điều gì. Bố mẹ hai bên đã bắt đầu giả yếu, con cái mỗi ngày một lớn và chi phí sinh hoạt cho một gia đình 5 người đâu có ít. Nếu không chăm lo kiếm tiền thì khi cha mẹ ốm đau hay chính bản thân gặp chuyện lấy gì mà xoay sở chữa trị. Đàn ông thường không chú ý đến những vất vả âm thầm trong nhà, cứ nghĩ rằng bước chân ra ngoài kiếm tiền về là đã làm tròn trách nhiệm. Họ mong mỏi vợ lúc nào cũng phải chiều chuộng, nâng niu mình như một ông hoàng mà quên mất rằng vợ cũng cần được chia sẻ, cũng biết mệt mỏi và căng thẳng như bao người khác. Khi ngoại tình, đàn ông thường nói rằng nhân tình dịu dàng chu đáo hơn nhưng họ đâu biết rằng nhân tình không phải lo lắng cho bố mẹ chồng không phải chăm con không phải gánh trên vai trách nhiệm gia đình tiền bạc tiêu xài thoải mái chẳng phải lo nghĩ ngày mai kiếm đâu ra nên lúc nào họ cũng nhẹ nhàng ngọt ngào nhân tình đâu phải thức đêm khi con ốm chẳng phải tranh thủ từng phút để dọn dẹp nhà cửa họ sống thoải mái không áp lực chẳng mệt mỏi nên lúc nào cũng giữ được vẻ xinh đẹp khuyến rũ trong một cuộc sống không lo toan, chẳng gánh nặng, việc chiều chuộng và cung phụng đàn ông đâu có khó khăn gì. Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló ra khỏi những mái nhà, thì bà Yên đã vừa đứng trong bếp, vừa mắng xa xả. Cái loại còn dầu gì không biết, giờ này còn chưa biết đường mà dậy, ngủ trương lên thế, thì còn làm ăn gì hả? Ông Hạ đang ngồi đọc báo, thấy vợ lớn tiếng quá đành lên tiếng sao sáng nào bà cũng làm ầm lên mới chịu được thế nhỉ đêm qua thằng hùng nửa đêm nó mới mò về còn hàng nó phải hầu hạ chồng nó mãi đến gần sáng cho nó ngủ thêm chút nữa đi ông cứ bênh nó cho lắm vào chồng nó chả nhẽ nó không chăm thì để tôi chăm à lấy nó về làm dâu cái nhà này thử hỏi nó cơm nước được mấy bữa hay là tôi phải nai lưng ra mà làm thì nó đã bận rộn đi làm kiếm tiền rồi chẳng phải bà vẫn thích được thiên hạ khen là có con dâu giỏi giang hay sao cơm nước bà ở nhà rành rỗi thì nấu cho nó có làm sao đâu đàn bà không cần phải kiếm nhiều tiền làm gì kiếm được mấy đồng lúc nào cũng quần quần áo áo đi sớm về muộn ngứa hết cả mắt ở nhà mà làm việc nhà tôi còn thấy dễ chịu hơn tôi chịu bà đấy lúc nó ở nhà thì bà bảo nó ăn bám chồng lúc nó đi làm thì bà lại bảo nó ở nhà làm việc nhà đàn bà thì phải chu toàn mọi thứ mà tôi là vợ ông mà ông cứ đứng về phía nó chống lại tôi là sao hả thôi tùy bà yên lặng đi cho tôi nhờ một chút không cãi lại được mồm năm miệng mười của vợ nên ông hạ vẫn tiếp tục đọc báo còn bà yên vừa nấu cơm thi thoảng lại liếc về phía cầu thang tỏ vẻ không hài lòng bà yên là người phụ nữ của gia đình luôn thích con dâu biết làm nội trợ chứ không phải là một người con dâu tối ngày long nhong ngoài đường đi từ sáng cho tới tối mịt mới về Hằng nghe tiếng mẹ chồng oang oang thì mệt mỏi mở mắt. Ánh nắng mặt trời soi vào khe cửa khiến cô phải nheo mắt. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Hằng nghĩ thầm, chắc anh đã đi làm từ sớm. Chuông báo thức vang lên khiến cô cuống cuồng vùng dậy, đã trễ giờ làm. May mắn là cô Tôm đã được ông nội đưa đi học giúp. Hằng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi không kịp trang điểm đã chạy xuống dưới nhà vừa xuống dưới đã gặp bà Yên đứng ngay chân cầu thang. Hai mắt nhìn chằm chằm lên phía trên khiến hàng giật thót người. Bà Yên liếc cô rồi nói. Chị nhìn đồng hồ chưa? Giờ là mấy giờ rồi hả? Đàn bà mà ngủ chết trương ra. Sáng nào cũng vậy. Sáng nào bà già này cũng phải dậy cơm nước cho cháu ăn. Rồi bố chồng chị cho nó đi học. Chắc chị nghĩ chúng tôi để ra nó chứ không phải anh chị đâu nhỉ. Nhìn con dâu nhà người ta 5 giờ sáng đã dậy cơm nước cho chồng con rồi quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi mới đi làm mà ham. Còn con dâu nhà này không còn gì để nói. Mẹ ơi, con xin lỗi. Thôi, con đi làm đã nha mẹ. Bà Yên chưa kịp nói thêm câu gì thì Hằng đã chạy vụt ra nhà xe khiến bà chỉ biết nhìn theo lẩm bẩm. Mẹ chồng nói mà nó có bao giờ thèm nghe. Lại mò mặt đi ăn ngoài. Làm được một đồng mà tiêu những 10 đồng thì cái nhà này sớm muộn gì cũng mạt với nó hằng nghe hết nhưng cô tặc lưỡi một cái cho qua vì đã quá quen rồi bởi trên đời này liệu có bao nhiêu người mẹ chồng coi con dâu như con ruột đâu đã lấy chồng rồi thì nên nhẫn nhịn một chút vì dù sao chỉ có cách đó gia đình mới êm ấm vậy nên hằng luôn nhịn dù cho bà có chỉ chiết chửi bới cô dù sao bà cũng là người giúp cô chăm con cho cô để cô ra ngoài kiếm tiền Chứ cứ ngồi góc nhà ôm con Rồi ngửa tay ra xin tiền chồng từng đồng Thì sớm muộn họ cũng hất ra đường Còn không thì một miếng cơm Một miếng nhục Con nuốt được xuống thì cũng chan đẩy nước mắt Dạo này vì hoàn thành tốt dự án được giao Nên Hằng đang được cất nhắc cho vị trí trưởng phòng Cô vui lắm Dự định lúc nào đó có quyết định chính thức Sẽ khoe với chồng Mức lương mấy chục triệu một tháng Đối với cô không còn xa vời nữa Hôm nay Hằng xin phép về sớm bởi cô không muốn nghe bà yên cằn nhằn cô biết nếu cứ để mẹ chồng khó chịu thì sớm muộn gì bà cũng đổ hết lên đầu thằng cu tôm cô chỉ sợ con trai phải chịu khổ hằng ghé siêu thị mua ít đồ ăn để tối nay nấu một bữa ngon cho cả nhà rồi gọi cho hùng bảo anh về sớm hùng ậm ừ rồi cũng hứa sẽ về đúng giờ cơm thúy liếc anh rồi bảo này anh không đưa em đi ăn sao thôi nay anh phải về lâu lắm không ăn cơm ở nhà anh sợ cô ấy lại nghi ngờ thì mệt hôm sau anh bù cho em nhé lát anh đưa em về rồi anh mới về mà ngoan nhé nghe hùng nói vậy cô ta chỉ biết tức giận mà dậm chân xuống nền nhà dạo gần đây thúy cảm thấy hùng có chút gì đó lơ đãng khi ở cạnh bên cô ta có khi nào anh ta đã chán mình rồi thúy khó chịu khi nghĩ đến cảnh hùng và vợ vui vẻ hạnh phúc bên nhau Cô ta nghiến răng ken két Nhìn theo chiếc xe của Hùng khuất sau hàng cây Thấy con dâu tay sách nách màng đi về Bà Yên liền chạy ra xem Bà vừa vạch mấy cái túi đựng đồ ăn ra vừa nói Cô mua một đống như thế này Thì ăn bao giờ mới hết Dạ con mua để cả nhà ăn dần ạ. À? Ôi rồi Đúng là vụng thối vụng nát Đồ ăn thì phải mua ngày nào ăn ngày nấy chứ Cứ chất đống trong tủ lạnh Thì còn gì ngon lành nữa Đã thế lại còn toàn mua đồ siêu thị chỉ tổ đắt tiền, chứ có tươi được miếng nào đâu. Dạ, đồ siêu thị người ta có kiểm định thì ăn cũng yên tâm hơn chứ ạ. À? Đấy, nói ra là cãi, nói ra là cãi. Tiền không phải của cô, nên cô đâu có sót. Tiền mồ hôi nước mắt của con trai tôi, nên tôi mới sót thôi. Hàng buồn bã nhìn xuống, cô không biết phải nói với mẹ chồng thế nào để bà hiểu rằng lâu lắm rồi cô không còn đụng đến tiền của chồng nữa. Bởi công ty anh đang rất khó khăn. Bỗng điện thoại cô có người gọi đến. Là mẹ ruột cô. Hằng vội vàng nhấc máy. Dạ con nghe ạ. À? Hằng à con. Bố con ốm đang nằm viện. Con thu xếp công việc về thăm bố được không? Bố bị sao vậy mẹ? Bố bị thận con ạ. À? Mấy nay cứ thấy chân tay phủ hết cả lên. Đi khám mới biết thận bị suy. Con về động viên cho ổng bớt lo con nhé. Dạ con về ngay mẹ ạ. Hằng nghe tin bố bệnh thì cuống quýt chạy lên gấp quần áo rồi chạy vội xuống dưới bếp bố con đang nằm ở bệnh viện giờ con qua trường đón cu tôm để về quê luôn xin phép mẹ con đi chị muốn đi thì chị cứ đi nhưng để thằng tôm ở nhà đưa nó vào bệnh viện bao nhiêu virus vi khuẩn rồi nó ốm ra đấy ai chăm dạ con biết là thế nhưng bố con muốn gặp cháu ngoại ạ à? con sẽ vệ sinh cho cháu cẩn thận tùy chị nó mà ốm thì chị đi mà chăm bà y lờ một cái rồi quay người đi vào trong phòng hằng suýt khóc vì tủi thân cô không hiểu sao mẹ chồng cô lại vô tình đến vậy không một lời hỏi han xem tình trạng bố cô thế nào nuốt hết nước mắt vào trong cô chạy vội ra ngoài đúng lúc này thì hùng cũng về tới thấy vợ tất tả túi to túi nhỏ thì hỏi em đi đâu đấy bố nằm viện em về xem ông thế nào để anh đưa em đi Thôi, mai anh còn có buổi họp quan trọng mà em về chắc phải mấy ngày mới lên được. Anh đưa em và con về rồi hỏi thăm bố một lát mà anh về vẫn kịp mà. Nghe chồng nói vậy thì Hằng cảm thấy rất ấm áp. Dù mẹ chồng có đối xử không tốt với cô thì đã có chồng cô bù đắp vào. Anh luôn ấm áp và quan tâm cô như thế. Hằng cảm thấy mình đã gả cho đúng người. Chiếc xe chờ gia đình ba người chạy ra khỏi thành phố, đi về phía ngoại thành. Mất hơn 3 tiếng mới về tới bệnh viện. Nhìn bố xanh xao nằm trên giường bệnh, xung quanh cắm đầy thiết bị y tế mà Hằng thấy tim mình thắt lại. Cụ Tôm chạy đến ôm lấy ông ngoại, nó nhìn ông rồi hỏi: "Ông ngoại đau lắm ạ?" À? "Ông không đau, ông ốm mấy hôm là khỏi à? Có cụ Tôm về thăm ông là ông khỏi bệnh ngay." Mẹ của Hằng nhìn hai con rồi nói: "Bệnh của ông Giờ cứ duy trì thuốc thang rồi đều đều đi lọc thận thôi. Chẳng làm gì được. Bố cô nghe vợ nói vậy thì mắng. Sao bà cứ làm cho con nó lo mới được vậy nhỉ? Bệnh của tôi vài hôm là khỏi. Có cái gì đâu mà cứ làm quá lên. Còn nó còn công việc rồi gia đình. Sức đâu mà cứ lo cho tôi được. Hàng nhìn bố mình ốm đau, xanh xao như thế mà vẫn lo cho mình thì đau lòng lắm. Cô bật khóc như một đứa trẻ, khi bố cô một mình chống chọi với bệnh tật thì cô thấy hối hận vì những ngày qua không dành thời gian về thăm ông bà thường xuyên hùng thấy vợ khóc liền ôm vào lòng mà an ủi anh ta nhận ra vợ không phải là người quá mạnh mẽ như anh ta vẫn nghĩ trong lòng hùng bỗng trào dâng lên một nỗi day dứt khó tả anh thấy mình thật tệ khi đã lừa dối cô hùng lén ra một góc rồi nhắn tin cho thúy chúng mình dừng lại đi anh không muốn lừa dối vợ mình nữa. Nhắn xong anh tắt máy. Tối hôm đó Hùng lái xe trở về thành phố để kịp cho buổi họp sáng hôm sau. Còn Hằng và cu tôm ở lại chăm sóc cho bố vợ ngày hôm sau mới về. Xe vừa chạy được một lúc thì anh ta có điện thoại. Là nhân tình của anh ta gọi. Có lẽ giờ Thúy mới đọc được tin nhắn của Hùng. Anh ta thở dài một cái rồi để lại điện thoại vào túi. Anh ta không muốn tiếp tục dây dưa với Thúy nữa anh ta không muốn đánh mất gia đình của mình. Từ ngày hôm đó, Hùng như biến thành con người khác, lúc đến công ty, ngoài vấn đề công việc ra thì anh ta hầu như không nói chuyện mà còn tìm cách tránh mặt Thúy, khiến cho cô ta vô cùng tức giận. Thúy cắn môi suy nghĩ, cô ta không thể để vuột mất con mồi béo bở như Hùng được. Anh ta cũng ít khi gặp gỡ khách hàng hơn, thường xuyên về nhà ăn cơm cùng vợ và làm theo ý vợ không trái ý cô dù chỉ là chuyện nhỏ. Cũng vì thế mà khiến bà Yên cảm thấy khó chịu trong người. Con trai chỉ nghe vợ khiến mẹ chồng nàng dâu bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Một buổi tối, khi Hùng đang giúp hàng úp bát lên giá để bát, thì bà Yên đập bàn nói. Còn là đàn ông, sao có thể rửa bát quét nhà như đàn bà thế hả? Còn đâu là danh dự của thằng đàn ông nữa? Có sao đâu ạ, à? vợ con đi làm cả ngày cũng mệt rồi, còn giúp cô ấy cho nhanh còn nghỉ ngơi rồi có ngày nó đè đầu cưỡi cổ lúc đấy đừng có hối hận hùng chỉ cười trừ rồi không để ý đến ánh mắt khó chịu của mẹ mà tiếp tục rửa bát cùng vợ lúc hằng lên phòng trước để dỗ cu tôm ngủ thì điện thoại của hùng vang lên là thúy gọi đến anh ta vội với tay tắt máy điện thoại vang lên mấy lần nữa khiến anh ta luống cuống ông hạ cau mày hỏi ông hạ cau mày hỏi ai gọi thì nghe đi Lỡ người ta cần thì sao Dạ số điện thoại rác ấy mà bố Bỗng điện thoại báo có tin nhắn Hùng lật đật đứng dậy xin phép lên phòng Đến cầu thang anh ta dừng lại mở tin nhắn ra xem Là Thúy nhắn tin Em đang đứng trên tầng thượng của ngôi nhà mà anh thuê cho em Tuy nó không quá to lớn Nhưng em hiểu được là anh đã dành nó cho em Bằng cả tình yêu của mình Và em biết là anh cũng thật lòng với em Nhưng nếu như nửa tiếng nữa anh không tới em sẽ nhảy xuống dưới để từ bỏ cuộc sống này. Em đã từng nói với anh là em không thể sống thiếu anh rồi phải không? Anh có thể lựa chọn hoặc là tới đây hoặc là để em nằm trên vũng máu. Nhưng em vẫn hy vọng là anh sẽ tới. Em yêu anh. Hùng giật mình khi đọc những dòng này. Anh ta bấm số gọi lại cho Thúy nhưng máy đã khóa. Mồ hôi dịt ra trên chán anh ta lao ra ngoài. Ông Hạ hỏi với theo. Khuya rồi còn đi đâu đấy? Còn có việc gấp, lát hàng có hỏi thì bố nói lại với cô ấy giúp con nhé." Hùng điều khiển chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Chỉ nghĩ đến chuyện nhân tình sẽ chết vì mình thôi là tim anh ta thắt lại, sợ hãi đến tột độ. Trách sao được khi Thúy cũng là người yêu cũ của anh ta. Trước khi lấy vợ, anh ta và Thúy cũng từng có thời gian chung sống như vợ chồng, rồi họ chia tay khi Hùng vẫn còn yêu cô ta. Nhưng Thúy nói rằng phải đến một đất nước khác cô muốn được nhìn ngắm thế giới rộng lớn này ngoài kia, thay vì cứ mãi chôn chân một chỗ. Hùng vẫn yêu cô ta, vẫn chờ đợi cô ta mấy năm trời trước khi mở lòng với Hằng. Để đến bây giờ cô ta quay trở lại và nát gia đình mà chính anh đã giải công vun đắp. Xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng khang trang. Hùng vội vã mở cổng chạy vào nhà rồi lên thẳng tầng thượng. Trong bóng tối, thân hình mong manh yếu ớt của Thúy đang đứng tranh vanh trên lan can tầng thượng. Hùng sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng, cô ta sẽ nhảy xuống, vội hét lên. Thúy à, em xuống đi, đứng vậy nguy hiểm lắm. Thúy quay người lại, khuôn mặt nhòe nhòe nước mắt. Cuối cùng anh cũng tới, thì ra anh vẫn lo cho em. Mấy ngày nay em rất nhớ anh, nhớ anh đến mức chỉ muốn chết đi. Anh có biết hay không? Mỗi khi anh lạnh lùng với em là tim em như có ngàn vết dao cứa vào thúy à em đứng yên đó anh sẽ đưa em xuống anh đứng im đó nếu anh bước tới em sẽ nhảy xuống không được em không được làm vậy bây giờ anh bỏ rơi em rồi em còn gì để sống tiếp nữa đây đến người em yêu nhất cũng không cần em nữa em thả chết đi còn hơn nói rồi cô ta quay mặt xuống đất giả vờ như sắp nhảy xuống hùng mặt mũi tái xanh vội nói Em đừng làm vậy, em muốn gì anh cũng nghe theo em. Xin em đừng dại dột như vậy. Anh nói thật chứ? Thúy làm bộ như mình đang dao động, làm như mình không để ý đến đối phương để cho Hùng có cơ hội chạy tới mà bế cô ta xuống. Cô ta yếu ớt ngã vào vòng tay của anh ta, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt ủy mị đến đáng thương. Hùng vội trách: "Em có biết em làm như thế nguy hiểm lắm không hả?" Cô ta ôm chặt lấy Hùng khóc nức nở. Em xin lỗi, chỉ vì em nhớ anh quá, em không biết phải làm thế nào nên em mới như vậy. Những giọt nước mắt của người đẹp khiến cho Hùng cảm thấy mùi lòng. Anh ta ôm lấy nhân tình rồi dỗ dành. Anh biết rồi, anh sẽ không bỏ rơi em nữa, được không? Thúy nức lên vài tiếng yếu ớt rồi gục đầu vào vai Hùng. Anh ta vội siết chặt vòng tay ôm lấy nhân tình. Thúy nở một nụ cười ma mãnh Cô ta đã thành công kéo Hùng lại Nhưng cô ta vẫn sợ một ngày nào đó Hùng lại đổi ý Lúc đó cô ta nếu dở lại bài cũ Chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược Vậy nên cô ta phải hành động ngay Hằng đang ngồi làm việc ở văn phòng Dạo gần đây công việc đã có chút dễ thở hơn Nên đầu óc cô được thả lỏng hơn đôi chút Gần đến giờ ăn trưa Cái Lan ngồi cạnh dụ cô Lát xuống căng tin ăn trưa không chị Hằng? Ừ, Lát đi luôn, chị cũng thấy đói bụng rồi. Thế chị em mình chuẩn bị đi thôi chị. Hằng vui vẻ tắt máy, chuẩn bị đứng dậy để đi ăn với đồng nghiệp thì nhận được tin nhắn lạ. Cô lưỡng lự dây lát rồi bấm xem. Tin nhắn vừa mở một loạt hình ảnh đập vào mắt cô. Trong ảnh là một đôi nam nữ ăn mặc hở hang đang quấn lấy nhau trong khách sạn. Vừa nhìn thấy người trong ảnh, Hằng đã ngạc nhiên đến suýt đánh rơi điện thoại. Tay cô run lên lẩy bẩy. Hằng lẩm bẩm. Sao có thể? Không thể nào lại như vậy được. Cho dù chỉ là khuôn mặt hơi mờ do chất lượng ảnh, nhưng cô sao có thể không nhận ra người đó chính là chồng mình, người mà hàng ngày cô đều nhìn thấy suốt hơn 5 năm qua. Hằng sấp đến độ ngồi thụp xuống đất, mắt cô đỏ hoe, tay run lên không kiểm soát được. Những bức ảnh cứ như những nhát búa gõ mạnh vào tâm trí cô. Lan thấy Hằng như vậy thì lo lắng hỏi, "Chị Hằng, chị không sao chứ?" Thế nhưng Hằng dường như không nghe thấy Cô lẩm bẩm Không Không phải đâu Anh Hùng Không thể nào Hằng như một kẻ điên Chỉ biết gào thét Khi bản thân tin tưởng quá nhiều Khi lòng tin lại bị phản bội Sẽ khiến người ta út ức đến điên loạn Cô vò ôm lấy đầu Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Nhất định là hiệu lầm Anh ấy tuyệt đối sẽ không lừa dối mình Ai đó muốn hãm hại anh ấy thôi Lan đứng bên cạnh lo lắng không thôi. Cô không biết phải làm gì khi chứng kiến Hằng như thế. Bỗng nhiên, Hằng lao ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến thẳng công ty của chồng. Cô chỉ muốn xác nhận một chuyện. Chuyện khiến cô ngay bây giờ chỉ muốn phát điên. Hằng lùn miệng dục tài xế. Chạy nhanh lên giúp tôi với. Người tài xế thấy mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt hoang mang thì lấy làm ái ngại vừa đến nơi, Hằng dúi vào tay tài xế 500 ngàn mà không cần thối lại rồi chạy vụt đi. Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến Hằng ngã quỵ xuống đất. Một người đàn bà đang ngồi trên đùi chồng cô, hai tay cô ta đang ôm lấy cổ chồng cô. Môi hai người họ đang dính chặt vào nhau. Hằng hét lên một tiếng đầy đau đớn. Hai người, làm cái gì thế hả? À? Vừa nhìn thấy vợ, Hùng vội đẩy Thúy ra mà không nhận ra trên môi cô ta khẽ thoáng qua ý cười. Ngày này cô ta đã kiên nhẫn chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Hùng luống cuống cài lại mấy cái cúc áo sọc sạch rồi vội chạy tới chỗ Hằng. Hằng à, em nghe anh giải thích đi, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chuyện hai năm rõ mười như thế rồi mà anh còn định giải thích gì nữa? Được rồi, nếu muốn giải thích thì anh giải thích đi cho tôi xem hằng đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp gia đình tan nát con cái bơ vơ chỉ vì một trong hai người ngoại tình cô thật không dám nghĩ bản thân lại có ngày phải chịu đựng cảnh tượng như vậy cô cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng cô thực sự không muốn đứa con chỉ mới ba tuổi của cô phải đứng ở giữa cảnh bố mẹ nó giành giật quyền nuôi con đứa trẻ làm gì có tội tiếng ồn ào đã thu hút nhân viên ở bên ngoài hùng vội đỡ lấy hằng rồi lấm lét nói mình về nhà nói chuyện được không em? Ở đây không tiện lắm. Được, nếu anh muốn thế thì tôi sẽ nghe theo lời anh. Trước khi rời đi, Hằng còn bắt gặp ánh mắt thách thức của Thúy. Cô ta chỉnh chỉnh lại cổ áo khoét sâu của mình rồi mỉm cười đắc thắng. Hằng nghiến răng, cố không ngăn mình lao vào xé xác cô ta. Trên đường về nhà, Hằng và Hùng đều không nói lời nào Vừa bước chân vào nhà, Hằng lập tức mời bố mẹ chồng ra để nói chuyện. Bà Yên khó chịu đáp. Có chuyện gì mà chị cứ giật đùng đùng lên thế? Sáng thì đi rõ sớm, đến nửa buổi thì trưng cái khuôn mặt như đâm lê về nhà. Chị định hù dọa ai trong cái nhà này hay sao? Giờ thì chị giỏi rồi. Muốn lúc nào về thì về. Muốn chúng tôi ra là chúng tôi phải ra. Mẹ cứ ngồi xuống đây đi. Anh Hùng có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì cứ nói toẹt ra. Úp úp mở mở suốt cả ruột. Ông Hạ đành nhắc vợ. Thì bà cứ ngồi xuống cho chúng nó nói xem nào. Sao cứ phải quang quác lên như thế nhỉ? Bà Yên đành hậm hực ngồi xuống. Khi cả nhà đã đông đủ, Hùng căng thẳng đến không biết mở lời thế nào. Hằng liền đưa mắt nhìn anh ta. Không phải anh nói về nhà sẽ giải thích sao? Bây giờ có bố mẹ là người lớn trong nhà đang ở đây chứng kiến. Anh mau giải thích đi. Hằng, em có nhất thiết phải làm vậy không? vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau lôi bố mẹ vào chuyện này làm gì tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng tôi là con dâu được bố mẹ anh đến cưới hỏi đàng hoàng nên không việc gì phải lén lút nếu anh không nói thì để tôi nói giúp bà yên khó chịu ngắt lời có chuyện gì anh chị đang làm trò gì vậy hả anh chị muốn nói gì thì nói đi tôi còn bao nhiêu việc phải làm nhìn mọi thứ xung quanh quá căng thẳng ông hạ bắt đầu lên tiếng có gì thì hai đứa nói luôn ở đây đi, người nhà thì không có gì phải giấu giếm. Nếu là chuyện quan trọng thì bố mẹ cũng có quyền được biết. Hằng nghe vậy thì lễ phép cất lời, "Con xin phép bố mẹ, vì có lẽ những lời con sắp nói ra đây có thể làm cho bố mẹ không được vui và sẽ làm cho nhà mình phải xáo trộn, nhưng chuyện đến nước này, con không thể không nói ra." "Con cứ nói đi." Hùng đứng bên cạnh mà căng thẳng tột độ vì anh ta không biết quyết định của vợ là như thế nào. Hàng nhìn chồng rồi gằn giọng nói tiếp. Trong suốt thời gian qua, con đã bị chính người mà con gọi là chồng, người đã đầu ấp tay gối với mình suốt 5 năm qua phản bội. Anh ấy đã có nhân tình bên ngoài, ngang nhiên đưa nhau đi hú hí trong khách sạn. Không chỉ thế, họ còn làm chuyện dơ bẩn với nhau ngay trong văn phòng của anh ta. Con đã đến tận nơi và bắt tận tay rồi. Bố mẹ là người lớn trong nhà và cũng là người ngoài cuộc nên con mong bố mẹ cho con ý kiến, xem con phải làm như thế nào ạ. Ông Hạ và bà Yên, sau khi nghe nói con trai mình có bộ, lại ngay ở công ty thì tái mặt. Chiếc ly uống trà bị ông Hạ ném mạnh vào tường khiến người trong nhà giật bắn mình. Mặt ông đỏ gay. Ông đứng phát dậy đi thẳng đến chỗ con trai rồi tặng cho anh ta một cái bạt tai như trời giáng. Hùng bị đánh thì đau đến mức máu ở khóe miệng bắt đầu chảy bà yến vội lao đến ôm con gạo lên trời ơi ông làm cái gì vậy hả có gì từ từ bảo con sao ông lại đánh nó chứ bà tránh ra cái loại này tôi phải đánh chết nó ông hạ dằn từng tiếng bà yên nhìn chồng mà bà cảm thấy sợ ánh mắt ông như có hàng ngàn con dao đang phóng về phía hùng bà vội ôm lấy con trai chỉ sợ ông mất kiềm chế mà lại đánh con bà hét lên ông tránh ra đi đánh như thế là được rồi được rồi à Cũng chỉ tại bà nuông chiều nó quá Nên nó mới thành ra cái loại như vậy đấy Bà biết chưa Hằng vốn định ly hôn rồi giành quyền nuôi con là xong Nhưng như vậy không phải đã chiều lòng hai kẻ mèo mả gà đồng quá rồi hay sao Cô mới là vợ chính thức Được cưới hỏi đàng hoàng Không thể để con mình phải mất bố dễ dàng như vậy Cho dù sau này có ôm con bỏ đi thật Thì cô cũng phải lấy nửa tài sản Và làm cho hai kẻ khốn kiếp đó phải điêu đứng phải làm cho một trận ra trò mới có thể hạ dạ. Đàn bà thì không có nghĩa phải ôm tất cả đau khổ về phía mình. Cô đã hy sinh thanh xuân của mình, yêu trọng như yêu mạng sống. Nhưng một khi đã phản bội thì không bao giờ tha thứ được. Hùng ngước lên nhìn vợ. Anh ta biết vợ mình là người mạnh mẽ nhưng không nghĩ khi biết tin anh ta ngoại tình mà cô lại có thể bình tĩnh đến mức như vậy. Hằng không gào khóc, không lao vào đánh đập nhân tình của chồng cũng không đòi ly dị. Hằng chậm rãi nói. Anh Hùng, anh nói đi. Chuyện này anh định giải quyết thế nào đây? Tôi muốn nghe từ chính miệng anh nói. Không phải lúc nãy anh đã bảo về nhà giải quyết sao? Sao giờ lại im lặng thế? Đừng để cả nhà phải chờ lâu. Bà Yên ôm lấy mặt con. Bà chỉ thẳng vào mặt Hằng mà mắng. Chị im đi. Đàn ông làm việc lớn cho dù có phải lòng phụ nữ bên ngoài thì cũng là điều bình thường sao chị có thể ác độc như vậy hả? chị dám chất vấn con trai tôi. con xin lỗi mẹ, nhưng con hẹp hòi lắm, con không thể chia chồng cho người khác dùng chung được. mẹ rộng lượng như vậy, không biết nếu là mẹ, mẹ có thể làm khác con không ạ? À? cô, cô dám nói với tôi thế à? bà yên định lao vào tát hằng, thì tay bị hùng giữ lấy, anh ta cúi gằm mặt. mẹ đừng làm như thế, chuyện này là con sai. sai cái gì mà sai? thứ đàn bà như nó không phải tiếc ông hạ nghe vợ nói vậy thì tức giận nói đủ rồi bà càng nói càng sai rồi đấy ông hạ nói xong thì giận dữ bỏ ra ngoài ông không biết phải giải quyết như thế nào đành để hai vợ chồng con trai tự nói chuyện với nhau đôi mắt nhăn nheo trên khuôn mặt xế chiều chứa đầy buồn bã cảm giác bất lực khiến lòng ông trùng xuống bà yên thấy con trai đau khổ như vậy cũng không nỡ gây thêm chuyện tuy bà nói cứng thế thôi nhưng bà cũng sợ cháu bà phải bơ vơ có cha mà không có mẹ hay có mẹ mà không có cha dù sao thằng tôm cũng là cháu đích tôn của bà không thường nó thì bà biết thương ai vậy nên bà cũng đành về phòng đóng cửa lại nhường không gian cho hai vợ chồng hùng cúi mặt nói với vợ anh sẽ chấm dứt với cô ta ngay lập tức đây sẽ là lần cuối cùng anh mắc phải sai lầm như thế này Hằng mím môi. Một nửa số tiền tiết kiệm sẽ đứng tên tôi một mình. Tôi phải đảm bảo rằng anh thực sự đã biết sai. Còn nếu không thì tôi sẽ đưa con đi. Hùng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Dù sao một nửa số tiền tiết kiệm cũng có phần đóng góp không nhỏ của Hằng. Sau khi nhận được tiền, Hằng hài lòng bước lên phòng. Cô chỉ cần có vậy, một người chồng đã dám ngoại tình một lần, cô không chắc sẽ không có lần hai chỉ cần anh ta tái diễn cô sẽ dắt con đi thế nhưng chuyện đó lại đến sớm hơn cô dự định vài ngày sau bà yên đang quét sân thì có tiếng chào bà ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp nhìn hiền lành dịu dàng đang tươi cười với bà bà vội mở cổng ra rồi hỏi cháu nó tìm ai vậy nhỉ bác cho con hỏi thăm đây có phải nhà anh hùng không ạ à? đúng rồi cháu tìm thằng hùng à nó đi làm rồi thúy mỉm cười đương nhiên cô ta biết là hùng đã đi làm anh ta đi làm thì cô ta mới mò đến đây được chứ thúy vội ngỏ lời con có thể vào nhà được không ạ à? con là bạn anh hùng con muốn đến chào hai bác lâu rồi mà chưa có cơ hội ạ à? bà yên thấy cô ta ăn nói nhỏ nhẹ lại khá vừa mắt nên vui vẻ mở cửa mời cô ta vào vừa đi thúy vừa suýt xoa khen ngợi nhà bác đẹp quá ạ à, lại rất gọn gàng nữa mấy khóm hoa bác chồng xinh xắn quá chắc là bác phải rất khéo tay cháu cứ khen mau vào nhà đi bác trai đi họp rồi có mình bác ở nhà thôi cô ta vừa đi vừa đảo mắt ngắm nhìn ngôi nhà lòng lâng lâng khi nghĩ đến lúc mình được về ở đây vừa ngồi xuống ghế thúy đã giả vờ hỏi anh hùng với chị hằng đều đi làm hết rồi ạ có thằng hùng nó bận đi làm kiếm tiền chứ vợ nó thì chỉ đủ tiền phấn son chồng con rồi mà có chịu an phận đâu. Cô ta cười thích thú khi phát hiện ra. Bà Yên không hề ưa con dâu. Liền bóng gió nói vài câu. Vậy thì tội cho anh hùng quá bác nhỉ. Còn với anh ấy là bạn cũng lâu rồi. Hôm trước còn gặp anh ấy thấy xanh xào quá bác ạ. Cũng mấy hôm rồi không gặp. Không biết anh ấy như thế nào. Công việc thì bận rộn. Mà vợ thì không đoái hoài. Bà Yên nghe Thúy nói vậy thì ngờ ngỡ. Bà hỏi... Con nói thế là sao? Cô ta mắt rơm rớm vài giọt nước liên tục sụt xịt. Dạ, con cũng không giấu gì bác. Con chính là người mà bấy lâu nay anh Hùng lén lút qua lại. Cái gì? Cô chính là người đó sao? Cô đến đây làm gì? Mời cô đi ngay cho. Ông nhà tôi mà về tới là không ai cứu được cô đâu. Bác ơi, con xin bác. Con quỳ xuống con lại bác. Xin bác cứu lấy đứa bé trong bụng con. Con biết mình có tội nhưng đứa bé trong bụng con nó là một sinh mạng con không thể bỏ nó được cô nói thế là thế nào cô nói rõ xem nào đừng khóc nữa thuy thế bà yên hỏi như thế thì biết bà đã mắc mưu nên vừa khóc vừa thút thít vừa kể sáu năm trước con và anh hùng đã có một tình yêu sâu đậm anh ấy từng nói muốn đưa con về ra mắt hai bác và con đã hy vọng rằng mình có thể xây dựng một tương lai hạnh phúc bên anh ấy nhưng rồi đột ngột anh ấy đòi chia tay. Lý do duy nhất là vì gia đình con nghèo khó, không tương xứng với điều mà gia đình anh mong muốn. Con đã đau đớn khóc cạn cả nước mắt, nhưng dù con có van xin thế nào, anh ấy cũng không hề thay đổi quyết định. Bố mẹ con đã mất, con chỉ còn lại một mình, không có chỗ dựa hay gì để giữ chân anh ấy. Cuối cùng con đành phải chấp nhận từ bỏ, dù lòng tan nát, con tự nhủ rằng thời gian sẽ làm lành vết thương rằng những tháng ngày trôi qua sẽ giúp con quên anh ấy. Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy để con và anh ấy gặp lại nhau. Con đã cố giữ khoảng cách, nhưng tình cảm sâu nặng dành cho anh ấy chưa bao giờ thực sự mất đi. Con biết lỗi một phần là ở con vì vẫn còn yêu anh ấy quá nhiều. Để rồi khi đối diện với nhau, cả hai đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Con chỉ định ở bên anh ấy một thời gian rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng không ngờ con lại mang thai Cái thai là máu mủ của anh hùng Bác ơi Con đường cùng mới phải đến tìm bác Nói đến đây Cô ta ôm mặt khóc nức nở Bà Yên sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng Nên ra sức an ủi Thôi cô nín đi Bổ bì mà khóc như vậy không tốt đâu Con xin lỗi bác Con đã định sẽ một mình đến bệnh viện Để bỏ nó đi Nhưng giờ cái thai đã được hơn 2 tháng rồi nên người làm mẹ như con không nỡ lòng nào làm như thế được con cũng không đủ kinh tế để một mình nuôi con nghe đến cháu của mình sẽ bị bỏ đi bà yên cuống cuồng khuyên can cô không được làm thế sao cô có thể nghĩ đến chuyện sẽ bỏ nó như vậy chứ tuyệt đối không được làm vậy nhưng bây giờ con không biết mình phải làm gì hết con không muốn làm kẻ thứ ba rồi sau này khi đứa bé được sinh ra con sợ người ta sẽ nguyền rủa nó nó là giọt máu của nhà này Tôi sẽ nghĩ cách Còn biết mình không nên chen vào gia đình của anh ấy Nhưng con thực sự chỉ vì quá yêu Nên mới ra cỡ sự này Thôi được rồi Cô cứ bình tĩnh ngồi đây Lát nữa ông nhà tôi về Tôi sẽ bàn bạc với ông Ông Hạ vừa đi họp về Thì thấy có một cô gái lạ mặt ngồi trong nhà Vừa thấy ông ta Cô đã vội đứng dậy chào Bà Yên nhanh miệng nói May quá ông về rồi ông ngồi xuống đây thằng hùng cũng sắp về rồi đấy ai đây có chuyện gì mà phải gọi thằng hùng về giờ này thì ông cứ ngồi xuống đây lúc ông hạ còn chưa hiểu chuyện gì thì hùng đã về vừa thấy thúy thì mặt anh ta tái nhợt sao cô lại ở đây cô mau đi đi thúy đưa đôi mắt khổ sở nhìn bà yên như cầu cứu bà vội nắm lấy tay con trai đừng có mạnh tay với con bé nó đang mang thai con của mày đấy mẹ nói cái gì Ông Hạ và Hùng đưa mắt nhìn sang Thúy Cô ta bẽn lẽn gật đầu xác nhận Được hai tháng rồi Quả thật Mấy tháng trước Cô ta đã uống thuốc tăng tỷ lệ đậu thai Và nói dối với Hùng rằng Đó là thuốc tránh thai hàng ngày Tất cả đều đã nằm trong dự liệu của cô ta Bà Yên vội nói Mẹ tính thế này Hãy cứ đón con bé về đây chăm sóc đi Nó một thân một mình Lại đang bầu bì Sống một mình sao mà được Ông Hạ nghe vậy thì đứng phát dậy. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này. Khi nào tôi còn sống thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Ông im đi. Ông có biết con bé đang mang trong mình giọt máu của thằng Hùng không hả? Ông muốn đẩy cháu ông vào chỗ chết mới hạ dạ về không? Thế thì sao? Trừ khi nói với con hàng ly hôn, còn không thì đừng mong bước chân vào cái nhà này. Hùng đứng đó. Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Xin phép bố mẹ, cho con đón thúy về đây để chăm sóc. Mày nói gì đấy hả Hồng? Mày có còn là con người không hả? À? Mày có nghĩ cho con hằng, cho thằng cu tôm không? Con xin bố, con đã đủ trưởng thành rồi, con không phải trẻ con nữa, nên con xin bố hãy để con tự giải quyết, xin bố đừng can thiệp vào. Chuyện này con sẽ lựa lời nói với vợ con sau. Mày giỏi lắm." Ông Hà định lao vào đánh Hùng nhưng đã bị bà Yên ôm lại bà khẩn khoản thôi ông ông cứ để cho nó tự giải quyết vợ và con là của nó ông sao mà quyết thay nó được cũng tại bà mới nó thành cái loại này đấy mọi người trong nhà tranh cãi nhưng không ai để ý hằng đã đứng ở ngưỡng cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện cho đến khi chiếc túi sách trên tay cô rơi bịch xuống đất tất cả mọi người trong nhà mới đều quay ra phía cửa hằng đứng đó nước mắt rơi trong vô định, toàn thân chết lặng. Cô đưa mắt chua chát, nhìn những người mà cô vẫn luôn coi như là người thân. Khi chuyện xảy ra, họ chỉ biết bênh vực con mình, chẳng hề nghĩ đến cô. Cô đã rời xa bố mẹ ruột, theo chồng về sống, dốc lòng yêu thương, chăm sóc gia đình chồng như chính cha mẹ đẻ. Vậy mà đến lúc này, thứ cô nhận lại chỉ là sự lạc lõng cô đơn, không một ai đứng về phía cô không một ai thấu hiểu nỗi đau mà cô đang gánh chịu hằng đưa mắt nhìn thúy cô ta ngồi chễm chệ trên ghế mỉm cười thách thức nhìn cô cảm giác út nghẹn bóp chặt lấy hằng cô hét lên anh đã hứa sẽ rời xa cô ta giờ là sao đây hả anh hùng hùng lúng túng nói em nghe anh giải thích chuyện này anh thật sự cũng không còn cách nào khác cô ấy đang mang thai con con của anh vậy sau khi cô ta sinh con thì anh sẽ đuổi cô ta đi chứ anh bà yên nghe vậy thì chống tay vào hông rồi rít lên đúng là cái loại đàn bà độc ác người phải đi là cô mới đúng để thằng tôm lại rồi biến đi cho khuất mắt nghe mẹ chồng nói vậy hằng đưa mắt nhìn chồng nhưng anh ta chỉ im lặng không nói gì như thể ngầm đồng tình với mẹ chồng hằng hét lên đây là nhà tôi tôi sẽ không đi đâu hết anh đừng mong tôi sẽ ký vào đơn ly dị. Các người đừng hòng chia rẽ mẹ con tôi. Tôi nắm trong tay đầy đủ bằng chứng ngoại tình của đôi gian phu dâm phụ các người. Đừng để tôi phải trình nó ra trước tòa. Cô biết, nếu bây giờ ly hôn thì người có kinh tế vững chắc hơn là chồng sẽ giành được quyền nuôi con. Vậy nên cô đành phải nhẫn nhịn, rồi sẽ có ngày cô khiến cho cả nhà họ phải hối hận về ngày hôm nay. Bà Yên nghe hàng dọa sẽ đưa bằng chứng ra tòa thì gào lên. Con đàn bà thâm độc, mau xóa hết mấy cái ảnh ấy đi không hả? Hằng không trả lời mà đi lên lầu, để lại bà Yên vẫn đang gào lên. Con kia, mày đứng lại đấy. Hằng phớt lờ lời mẹ chồng, bước thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại. Cô từ từ ngồi xuống bên cánh cửa, nước mắt trào ra như một đứa trẻ. Mọi sự mạnh mẽ kiên cường mà cô cố giữ bao lâu nay hoàn toàn biến mất chỉ còn lại cô đơn với trái tim tan vỡ những dự định những ước mơ và cả gia đình mà cô từng giải công vun đắp giờ đây tan tành chỉ vì sự phản bội cô cảm thấy mình không còn đủ sức để giữ lấy gia đình này nữa nếu người ta còn thương họ sẽ chọn ở lại bên cô nhưng sự thật là họ đã chọn cách quay lưng rũ bỏ cô giờ đây cô còn phải nín nhịn mà chung sống cùng một nhà với người đã phá nát gia đình cô còn nỗi cay đắng và tội nhục nào hơn thế nữa? Thúy chính thức dọn về sống chung với gia đình Hùng. Cảm giác chiến thắng, đắc ý khiến nụ cười trên môi cô ta mỗi lúc một dạng rỡ. Ông Hạ nhìn thấy điều đó nên khó chịu nói. Cô có vẻ rất vui khi phá vỡ gia đình người khác nhỉ? Thúy giật mình quay lại thì bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của ông Hạ. Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt, nét mặt trở nên vô cùng khó coi con con không có ạ à? bà yên vội trẻ lại mắng chồng ông này hay nhỉ con dâu nó đang mang bầu không động viên được thì thôi đi sao ông lại nói ra những câu cay đắng như vậy chứ ai là con dâu tôi tôi nói lại một lần nữa cho bà và cô ta biết nhé tôi chỉ có một đứa con dâu là hằng thôi còn các người cứ sống như vậy đi báo ứng đến lúc nào không biết đâu nói xong ông tức giận lấy xe máy đi ra ngoài Cảm giác ngột ngạt khiến ông dường như không thở nổi. Nếu không phải vì đứa bé chưa chào đời kia, chắc chắn ông đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Bà Yên giận dữ mắng với theo. Sao ông có thể chùa ẻo vợ con mình như vậy hả? Ông bị con hàng cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ bênh nó chầm chập thế? Thúy ôm lấy cánh tay bà Yên an ủi. Mẹ đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Con không sao, chắc tại thời điểm này bố vẫn chưa chấp nhận được sự có mặt đột ngột của con nên bố mới nói vậy còn tin chỉ một thời gian nữa bố sẽ yêu quý con thôi mẹ à con đúng là một đứa ngoan hiền con yên tâm dù sau này có chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ đứng về phía con vâng con cảm ơn mẹ hằng ở trên lầu cô biết mình không thể nhín nhịn được nữa cô càng nhịn thì họ càng hạ hê nếu đã tệ bạc như thế với cô thì cũng đừng trách cô sao lại đẩy họ vào đường cùng những mối làm ăn phi pháp của chồng bao nhiêu năm qua nói cô không biết là nói dối cô biết chồng cô đang làm ăn khó khăn và dạo gần đây để duy trì công ty và có tiền tiêu xài thoải mái anh ta đã bước chân vào con đường lừa đảo những lô đất ma được hùng ngụy tạo rồi bán cho những người nhẹ dạ cả tin muốn nhanh chóng đổi đời chỉ cần hằng nắm được bằng chứng cụ thể thì hùng chỉ như con cá nằm trên thớt chỉ đợi cô ra lệnh nghĩ vậy nên hằng đứng dậy cô trang điểm nhẹ nhàng rồi hẹn gặp luật sư cô chỉ muốn giành quyền nuôi con hằng đi xuống lầu bắt gặp bà yên và thúy đang to nhỏ với nhau cô khẽ liếc mắt thưa mẹ con ra ngoài một chút cô đi đâu mẹ chỉ cần biết vậy thôi con đi có chuyện của con tôi hỏi là cô đi đâu cô không định cơm nước à con đi đâu đấy là chuyện của con con không ăn cơm nên con không nấu mày nói chuyện với mẹ chồng kiểu đấy phải không thứ vô học không được dạy dỗ mẹ nói gì khó nghe quá vậy ạ à? giờ con mới biết nhà mình có học cả đấy ạ à? ai cũng được dạy dỗ chỉn chu đến mức chưa ly hôn vợ đã dẫn đĩ về ở thúy nghe hằng chửi mình thì gào lên mày nói ai là đĩ hả nói ai thì cô phải là người hiểu hơn tôi chứ có bầu bì thì lo mà sống cho tốt vào kẻo sau này lại hối hận nghiệp vận vào người con đấy. Mày muốn chết đúng không? Cô ta lao vào định cho Hằng một cái bạt tay, nhưng đã bị Hằng nắm lấy cổ tay rồi bóp chặt. Cô nghĩ cô động được vào người tôi à? Trong cái nhà này cũng chưa có ai dám động vào một ngón tay của tôi đâu. Thứ kinh tởm như cô thì liệu mà cút xa khỏi mắt tôi? Hằng đẩy tay cô ta ra, thong thả bước ra ngoài. Từ bây giờ cô phải sống cho chính mình đã bao lâu rồi cô quên mất cảm giác khoác lên người một chiếc đầm đẹp bao lâu rồi cô chẳng còn biết đến phấn son chẳng tự thường cho mình một ngày nghỉ ngơi sau những tháng ngày bon chen mệt mỏi cô kiếm tiền để làm gì cố gắng vun đắp gia đình để làm gì khi cuối cùng nhận lại chỉ là những nỗi đau chất chồng tất cả chỉ vì cô đã quá ngốc cô chấp nhận yêu thương một kẻ bội bạc để rồi tự mình chịu những vết thương chẳng dễ hạn gắn lẽ ra ngay từ đầu cô không nên nghĩ đến chuyện tha thứ không nên mềm lòng đáng ra chỉ cần một tờ giấy ly hôn là kết thúc tất cả cô đã cố gắng hiểu cố gắng chấp nhận để rồi cuối cùng chính mình lại trở thành kẻ thứ ba lạc lõng nhìn người ta hạnh phúc bên nhau bố mẹ chồng vẫn là bố mẹ của người ta đâu có máu mủ gì với cô mà mong đợi họ yêu thương con dâu như con ruột đến giờ cô mới nhận ra điều ấy nhưng đã quá muộn, trái tim cô đã đầy thương tích sau những năm tháng cố gắng níu giữ một thứ không thuộc về mình. Sau khi Hằng đi rồi, Thúy lại tỏ vẻ đáng thương mà ngồi sụp xuống nền nhà khóc nức nở. Bà Yên vội đỡ lấy cô ta mà an ủi. "Con đừng khóc, phải nghĩ tới đứa bé chứ, nó không đáng để con phải khóc đâu. Nếu không có thằng Tôm thì mẹ đã tống cổ nó ra đường mà không cần phải suy nghĩ rồi." "Mẹ ơi, con buồn lắm." Còn bây giờ đang mang thai con cháu của nhà mình mà chị ấy nỡ nặng lời nguyên rủa con như vậy, con đau lòng lắm. Thôi con ạ, à, đợi thằng Hùng nó tìm được cách sảnh nuôi thằng tôm xong thì mẹ sẽ đuổi nó đi." Thúy nghĩ thầm, thì ra cả nhà Hùng chỉ vì đứa cháu trai nên mới không chịu dứt khoát với Hằng. Nhưng nếu giữ lại đứa cháu trai thì mẹ con cô ta cũng còn lâu mới được hoàn toàn sung sướng trong cái nhà này. Nếu đã vậy thì cô ta sẽ loại bỏ luôn cả mẹ cả con. Thúy nở một nụ cười danh mãnh trên môi. Hằng đến công ty, Hùng đã đi gặp khách hàng. Cô lấy danh nghĩa là vợ giám đốc nên nghiễm nhiên được vào phòng anh ta. Là một nhân viên xuất sắc cộng với việc đã nắm bắt được tình hình từ trước, cô chẳng khó khăn gì đã lấy được bằng chứng làm ăn phi pháp của Hùng. Chỉ cần có nó thì việc ép Hùng từ bỏ quyền nuôi con là dễ như trở bàn tay. Cô liên hệ luật sư để chuẩn bị để đơn ly hôn. Thế nhưng Hằng chưa kịp đưa đơn cho Hùng ký thì đã có chuyện xảy ra. Hằng hẹn Hùng ra quán cà phê để nói chuyện. Thế nhưng khi cả hai vừa ngồi xuống thì Thúy đã bất ngờ xông ra. Cô ta hất lên nước vào mặt Hằng khiến cô bị bất ngờ. Nhìn Hằng đầu tóc ướt sũng, Hùng gắt lên. Cô thôi đi, cô quá quắt cũng vừa vừa thôi chứ. Thúy ném một tập tờ giấy vào mặt Hùng rồi gào lên. Anh xem đi, tôi có lòng tốt muốn giúp anh, mà anh còn mắng tôi cô ta đã phản bội anh đứa con mà bao lâu nay anh xem như báu vật thực chất không phải là con anh anh đúng là một kẻ ngu ngốc cô nói vớ vẩn gì vậy hùng mở tờ giấy ra đọc dòng chữ kết luận cô tôm không phải là con của anh ta khiến anh ta sốc đến không đứng vững anh ta đưa ánh mắt căm hận nhìn hằng rồi gằn lên chuyện này là sao hãy nói cho tôi biết chuyện này là sao hằng không ngờ thúy lại đê tiện như vậy lại dùng loại kế bẩn thỉu như vậy để hại cô thằng tôm chính là con anh nếu anh không tin tôi sẽ cùng anh đi xác nhận lại loại người như cô ta thì không thể tin được đâu thôi đủ rồi cô không cần giải thích nữa tôi không muốn thấy mẹ con cô ở trong nhà tôi nữa cô hiểu chưa mau cút đi một nửa số tiền tiết kiệm mà trước kia cô đã lấy xem như là bù đắp cho cô còn lại đừng hòng lấy một xu nào của tôi hằng nghẹn ngào nói ngay từ đầu anh đã không tin tôi Vậy thì tôi ở lại nhà anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa Tôi sẽ đưa cô tôm đi ngay hôm nay Anh không cần đuổi đâu Cút đi Chúc anh và cô ta sống hạnh phúc với nhau Hằng bước ra khỏi đó Nước mắt cô rơi xuống như mưa Như vậy cũng tốt Dù rằng vẫn cảm thấy có chút thất vọng Nhưng sẽ không ai giành quyền nuôi con với cô Sẽ không ai có ý định chia cắt mẹ con cô nữa Xem ra cô cũng nên cảm ơn Thúy một tiếng Nhờ cô ta mà cô đỡ được bao tâm sức Hàng nhanh chóng trở về nhà thu dọn đồ đạc Trong nhà chỉ có mỗi bà Yên Bà ta hầm hầm nhìn hằng rồi quát tháo ầm ĩ Đồ mất dạy, đồ lăng loàn Mày còn dám vác mặt về đây à? Chờ chẽn vừa thôi chứ Con về thu dọn đồ đạc Từ ngày mai mẹ không cần phải nhìn con nữa đâu Đúng là loại đàn bà chơ chẽn Cũng mày là con tao nó có bồ đấy nếu không thì sao nó biết được có bộ mặt thật của mày vậy à vậy con chúc mẹ sớm có cháu nội bế nhé hằng đi lên phòng thu dọn đồ đạc bên dưới vẫn là tiếng gào thét của bà yên còn mất dậy nhà tao đúng là vô phúc mới lấy phải đứa như mày về làm dâu Đồ khốn nạn hằng lấy quần áo của cô và con trai cả cuốn sổ tiết kiệm lần trước đã sang tên số tiền này cùng với tiền lương của cô cũng đủ cho hai mẹ con sống tự do không phải lo nghĩ nhiều. Đúng là quyết định tự chủ kinh tế của cô thật sáng suốt, nhưng tự nhiên cô cảm thấy Hùng rất đáng thương. Có con rồi, giờ lại nghe nhân tình để đuổi nó đi, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến cô. Hàng đón cu tôm rồi đưa nó qua một căn chung cư nhỏ mà cô vừa thuê. Căn nhà không lớn lắm nhưng ấm cúng và đầy đủ đồ dùng, chỉ cần dọn vào là ở luôn. Cu tôm ngây ngô hỏi mẹ: mình qua nhà mới mà bố với ông bà không ở cùng hả mẹ? Không con ạ, à, từ nay chỉ có mẹ con mình ở với nhau thôi. Tôm có buồn không? Dạ không ạ. À. Cô Tôm là một đứa bé hiểu chuyện, nó còn quá bé để phải chịu những tổn thương này. Hằng đau lòng lắm, nhưng con trai cô còn quá nhỏ, nó chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra. Nếu một lời nói dối có thể bảo vệ con, cô chấp nhận trở thành người xấu. Rồi thời gian sẽ khiến con quên đi những tổn thương. Cô sẽ cố gắng yêu thương bù đắp cho con thật nhiều. Để dù không có bố bên cạnh, con trai cô vẫn được lớn lên trong hạnh phúc. Hàng mệt mỏi với những dòng suy nghĩ dối bời. Thực ra, nếu muốn chứng minh cô Tôm là con ruột của Hùng, cô có vô số cách. Nhưng cô đang ích kỷ. Cô muốn anh ta quên đi sự tồn tại của hai mẹ con để không còn có ý định tranh giành quyền nuôi con. Cô chỉ muốn giữ con bên mình bình yên và xa cách khỏi những đau khổ do anh ta gây ra. Hằng gửi toàn bộ chứng cứ phi pháp của Hùng cho luật sư rồi bảo họ hãy làm theo lương tâm mình. Vì anh ta mà bao nhiêu người phải tan cửa nát nhà, có lẽ đã đến lúc phải trả giá. Vì không có gì tranh chấp nên yêu cầu ly hôn của Hằng và Hùng được giải quyết nhanh chóng. Ngay lập tức, bà Yên Dục Hùng đưa Thúy đi đăng ký. Bà muốn cho cháu bà một danh phận rõ ràng, điều này khiến cho thúy rất đắc ý giờ đây cô ta chẳng còn phải suy nghĩ gì nữa bà yên nấu một bát canh gà rồi bê ra cho thúy giọng bà ngọt ngào ăn vào cho con nó khỏe dạ con cảm ơn mẹ hai mẹ con đang nói chuyện thì ông hạ đi vào giọng ông đai nghiến <laughs> cướp chồng người ta mà vẫn vui vẻ quá nhỉ đúng là mặt trơ chắn bóng còn bà nữa quả báo không bỏ sót một ai đâu bà đuổi con dâu, đuổi cháu dội. Bà đuổi con dâu, đuổi cháu nội ra ngoài đường, thì sau này bà đừng có hối hận. Nghe chồng nói vậy, bà ý nổi trận lôi đình. Ông có im đi không? Có phải ông muốn cả cái nhà này tan nát thì ông mới vừa lòng hay không hả? Còn hàng thì có gì tốt, sao ông cứ bênh nó? Tôi đã nói với ông, đứa con đấy không phải là con của thằng Hùng rồi. Chúng nó cũng đã ly hôn rồi. Tôi nói rồi đấy, còn bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sớm muộn gì, Bà cũng sẽ phải hối hận vì quyết định của bà thôi. Tôi chán phải về cái nhà này lắm rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy bà và cô ta là tôi không thể nào chịu nổi. Tôi không thể ăn nổi cơm khi cứ phải nhìn thấy cái bộ mặt giả tạo của cô ta. Những lời bà nói, tôi không bao giờ tin đâu. Nhất định sẽ có ngày mà bà sáng mắt ra thôi. Ông hạ đi lên phòng lấy mấy bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Bà yên lên. Ông lại định đi đâu? Mấy ngày không thèm ở nhà. Rốt cuộc là ông muốn đi đâu? Tôi đi đâu, bà không cần phải quan tâm. Nếu như con trai bà ngoại tình mà bà cho là đúng, thì tôi có đi ngoại tình bà cũng cứ im mồm đi. Đừng có trách bất cứ một lời nào, hiểu chưa? Ông nói cái gì? Ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Ông Hạ không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Mặc bà yên la hết gạo thét, ông cũng không quay lại. Bà ta tức quá ngã lăn xuống nền nhà. Thúy vội vàng đỡ lấy bà ta mẹ ơi mẹ có làm sao không thúy vội vàng gọi cấp cứu rồi gọi cho hùng anh ơi anh đến bệnh viện ngay đi mẹ bị ngất xỉu rồi mẹ tôi bình thường vẫn khỏe mạnh làm sao có chuyện ngất xỉu được hồi nãy mẹ cãi nhau với ba nên mới bị ngất anh tới bệnh viện ngay đi một lát sau bà yên được đưa đến bệnh viện hùng cũng chạy tới ngay sau đó mẹ sao rồi tình hình thế nào rồi bác sĩ nói mẹ vì tức giận quá nên bị nhồi máu cơ tim được cấp cứu kịp thời nên không sao rồi suốt cuộc có chuyện gì tại sao mẹ tôi lại bị như vậy hồi nãy bố về nhà bố bảo sẽ đi luôn không về nữa nên mẹ sốc mới ra như vậy tôi làm còn chưa đủ vất vả mệt mỏi hay sao mà còn hết người này đến người khác làm phiền sao anh có thể nói như vậy lỗi đâu phải là tại của em cô im đi tôi không muốn nói chuyện với cô nữa tôi đã đủ đau đầu lắm rồi Hùng gầm lên rồi bỏ ra ngoài. Chẳng là, sáng nay anh ta đã nhận được giấy triệu tập của tòa án. Rất nhiều nạn nhân bị anh ta lừa đảo đã cùng nhau đâm đơn kiện anh ta. Anh ta đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Hùng dường như phát điên. Anh ta bán tống bán tháo tất cả những gì có thể bán được để bồi thường nhằm thuyết phục các nạn nhân rút đơn kiện. Nhưng không khả thi bởi số tiền anh ta lừa của họ quá lớn mà bao lâu nay để cung phụng thúy thì anh ta đã tiêu không ít cho cô ta hùng đập tay xuống bàn rồi hét lên khốn nạn hùng không còn đường lùi anh ta tuyên bố phá sản buổi tối hùng về nhà mặt mũi bơ phờ thúy chạy ra hỏi xe đâu mà anh lại đi taxi về bán rồi anh muốn mua xe mới à em thấy có hãng xe này đẹp lắm này có hơn một tỷ thôi bà yên nghe vậy cũng chêm vào mẹ chồng cũng đẹp lắm xe con cũ rồi bán đi mua xe mới cho ra dáng giám đốc con ạ à. mai anh chở em đi mua mấy cái túi nhé có bộ siêu tập mới ra mắt rồi đấy hùng mệt mỏi ngồi thừ ra đất công ty cũng bán rồi mẹ mẹ bán nhà đi giúp con được không bà yên và thúy ngơ ngác không hiểu hùng nói gì đúng lúc ấy công an ập vào đọc lệnh bắt hùng bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản anh ta như một cái bóng bị giải đi Bà Yên thì chạy theo gào khóc Còn Thúy Cô ta ngồi đó như một pho tượng Cuộc sống giàu sang phú quý Mà cô ta giải công giành giật từ tay người khác Tại sao chưa được hưởng ngày nào Mà đã thành ra như vậy Bây giờ cô ta phải làm sao Còn đứa bé sắp được chào đời nữa Nó lấy gì mà ăn đây Bà Yên ôm đứa cháu nội còn đỏ hòn Khóc gào lên vì đói sữa Trong nhà trọ chật trội Nóng bức Bà dục con dâu con cho nó bú đi con Thúy gắt lên khó chịu Phà nước đường mà cho nó uống Bú cho hỏng hết ngực à Nói xong cô ta đứng dậy Sỏ chân vào đôi cao gót rồi nói Thôi nói chung là tôi hết trách nhiệm rồi đấy Giao nó cho bà Thúy ăn mặc ngắn ngủn Ưỡn nẹo đi ra ngoài Rồi chui vào một chiếc xe ô tô Cười nói với một gã đầu hói béo ú Bà Yên mắt đỏ hoe nhìn theo Con trai bà vào tù bà phải bán hết nhà cửa đất đai để đền bù chỉ mong con được giảm án ông hạ thì chỉ về một lần để ký giấy bán đất ông không nói với bà một lời nào rồi lại bỏ đi biệt con dâu thì lâu lâu mới về lấy đồ rồi lại đi với trai bà yên một mình còm cõi nuôi cháu nước mắt hối hận giờ mới lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà có lẽ bà đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình còn hùng giờ này ở trong tù chắc anh ta cũng đang phải trả giá. Câu chuyện hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Chúng tôi hy vọng rằng những trải nghiệm mà bạn vừa khám phá đã mang đến cho bạn những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống và con người. Mỗi câu chuyện đều chứa đựng những bài học quý báu giúp chúng ta nhận ra rằng, dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, thì tình yêu, lòng nhân ái và sự kiên trì vẫn luôn là những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Hãy chia sẻ về cảm xúc của bạn đối với câu chuyện này và những trải nghiệm cá nhân mà bạn đã có trong phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chân trời mới và những điều kỳ diệu trong cuộc sống.